Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Yên Bái. Alo. Alo, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Chị ơi, em khổ lắm chị ơi. Em ấy chờ 17 năm rồi. Vợ chồng không có con, tình cảm của em dành cho anh ấy không lúc nào rơi mà. Hầu như anh ấy không có chút tình cảm nào với em. Lúc nào anh cũng chỉ gây sự để đánh đập em thôi. À, trước khi mà lấy nhau thì hai bạn lấy nhau trên cơ sở tình yêu hay như thế nào? Dạ, chúng em yêu nhau ạ. Vâng. Và sau 7 năm chung sống thì người chồng luôn có những hành động đánh bạn, rồi là có những cái thái độ không tốt đúng không? Dạ vâng ạ. Thế còn với con thì thế nào? Dạ chúng em chưa có con ạ. À, hiện nay thì hai vợ chồng chưa có con. Và những dạ, cái vâng hành động, những cái việc làm của chồng khiến bạn rất là khổ tâm. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có lời khuyên cho bạn ạ. Xin mời anh ạ. Ừ, chào em. Em chào anh ạ. Ừ, 7 năm rồi à, chưa có con đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Ờ, có khi nào anh ấy nói chuyện về cái chuyện không có con có cái hay không? Dạ không ạ, chuyện không có con có cái thì không bao giờ anh nhắc đến. Ừ. Nhiều lúc em nói là không có con thì anh nói là không có con thì thôi anh không cần. Ừ. Nhưng mà trước đây thì anh ấy còn đỡ đi chơi, khoảng từ cuối năm ngoái trở về đây thì anh đi chơi rất nhiều. Ừ. Lúc thì anh uống rượu, lúc thì cờ bạc, lúc thì đi chơi gái, kiểu nào kiểu kia, em khổ lắm anh ơi. Ừ. Em ơi, em đã làm gì trong 7 năm qua? Tức là mỗi lần anh đánh anh đập chửi thì cứ ngồi khóc hoặc bỏ chạy, thế xong ngày mai lại tiếp tục hay là như thế nào? Em cứ khóc em chạy xong rồi ngày mai em lại phải nịnh anh ấy để cho cuộc sống vợ chồng nó được thoải mái anh ạ. Ừ, nịnh xong nó có thoải mái hơn không hay càng nịnh nó càng nặng nề hơn? Dạ, với em thì nặng nề lắm anh ạ. Còn anh ấy hầu như em là dùng đủ mọi cách để níu kéo lại gia đình em. Nhưng mà cách đây 3-4 hôm hầu như những gì như điện thoại hay các thứ em mua cho anh thì cần hơi tức lên hay bàn ghế các thứ là anh đập hết. Ừ. Rồi chắc là em cũng nghe nhiều đến người ta nói là bạo lực gia đình đúng không? Mà em nói rằng em càng khóc càng nhún càng nịnh anh ấy thì em lại càng nặng nề hơn. Chứng tỏ rằng cái biện pháp nhẹ tay không đẩy lùi được bạo lực. Mình phải có cái gì đó khác hơn. Em đã chia sẻ với ai, những trong gia đình đôi bên nội ngoại những ai biết chuyện của em để mà giúp đỡ không, hay là em cứ âm thầm chịu đựng? Dạ có anh ơi, bên nội có biết nhưng mà bên nội bố mẹ em thì bên chồng em lắm ạ. Ừ. Còn bên ngoại em thì bố mẹ em thương. Hai ừ. hôm nay em không dám nghe điện thoại. Bố mẹ em cũng gọi điện sang là khổ quá thì về với bố mẹ con nơi cả nhà vẫn thương con. Ừ. Em phải làm sao vậy anh? Ừ, bố mẹ cũng biết là em khổ này. Thế rồi cũng biết rằng là ở đấy không có hạnh phúc này. Cũng đã mở đường cho em rằng nếu như khó khăn quá về bên này này. Mà em thì thấy 7 năm qua chỉ có nước mắt và bị đánh đập, em cũng chẳng có hạnh phúc. Em cứ cố gắng chịu đựng đến bao nhiêu năm nữa, hay là cố thêm 13 năm nữa cho tròn 20 năm rồi tính một thể. Anh ơi, em chưa xác định tư tưởng đến chuyện này. Ừ. Không, không ai nghĩ đến chuyện xác định tư tưởng, rằng là không ai nói rằng em ngày mai phải bỏ chồng. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp khi em đau khổ quá, em cần một tìm nơi mà chia sẻ tâm sự, ít nhất là cảm thấy xung quanh mình còn có gia đình bên ngoại. Có rất nhiều cô gái khi đi lấy chồng mà chịu khổ sở thì bố mẹ đẻ còn nói rằng là đã đi lấy chồng khổ thì phải chịu chứ không bao giờ được về đây. Ngược lại trong trường hợp của em thì bố mẹ rất là thông cảm và thương, mở đường như thế. Thì trước hết việc đầu tiên là em không cam chịu. Cái thứ hai là tất nhiên mình cứ giở lý ra rằng là anh đánh như tôi như thế là sai rồi, anh như thế này thế khác rồi đi báo cơ quan chính quyền vân vân để mà xử lý anh thì cũng chưa phải là biện pháp cuối cùng. Biện pháp tiếp theo chính là khéo léo ứng xử. Em phải tìm ra được cái gì là cái mà khiến cho anh ấy quá bức xúc như hôm nay. Tất nhiên chúng ta sẽ cứ đổ chung cho là những người đàn ông gia trưởng thế nọ thế kia, nhưng có thể rằng là 7 năm qua vợ chồng lấy nhau con cái không có này, nó cũng là một cái gì đấy. Tuy miệng nói ra rằng là không có con thì thôi, nhưng tâm lý chung không ai muốn như thế. Biết đâu ấm ức ở trong người rằng là sao mà không có được, thì từ cái nọ nó nảy sinh cái kia. Có thể cái việc không có con ấy nó vì ở phía bên nào đó, nhưng trong lòng anh nghĩ rằng tại em không biết đẻ, không thế nọ thế kia,
mà rồi thù hằn bực tức này, hoặc là anh ấy chơi với những cái người bạn xấu, công việc thì không có, tiền thì không làm ra, ra đường thì nhìn thấy bạn bè bằng tuổi mình, đứa thì có xe máy, đứa thì có nhà to, mình thì cho đến bây giờ cứ luẩn quẩn lấy vợ xong rồi, vợ chả có, con thì công, tiền thì không có, cứ như vậy. Thế thì tìm ra được cái nguyên nhân rồi thì em cùng với chồng tháo gỡ dần, tất nhiên không hy vọng rằng là có một cái biện pháp nào tháo gỡ một lần mà cái người chồng đang rất là vũ phu như chồng em để trở thành một người hiền lành ngoan ngoãn trong ngày 1, ngày 2 hay là 1 tháng, 2 tháng. Tuy nhiên thì làm bằng mọi cách để ta đẩy lùi dần cái hành động mà gọi là bạo lực của chồng đối với mình, đồng thời nếu mà ngăn ngừa được từ xa thì là cái tốt. Thế còn thì nếu như cuộc sống ai sinh ra để mà hưởng hạnh phúc chứ không ai sinh ra để mà cam chịu mà bị bạo lực, em cứ nghĩ thật kỹ đi, nếu như không có hạnh phúc thì ai bắt em phải cố gắng cam chịu. Và bây giờ thì em chưa nghĩ đến, nhưng mà trong đầu mình cũng có thể hình dung rằng là vui vẻ hạnh phúc thì có thể cố gắng ở với nhau. Còn thì nếu không thì ai cũng có cái cuộc sống của mình, ai cũng có cái, sao mình cứ phải phụ thuộc vào mãi vào một cái người mà không xứng đáng, đúng không? Dạ. Nhá. Câu chuyện phòng chống bạo lực mà nó là một chuyện rất dài kỳ, em cứ suy nghĩ thật kỹ. Việc đầu tiên không cam chịu, không ngồi để khóc một mình nhá. Dạ. Vâng, từ những phân tích của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra nguyên nhân của bạo lực gia đình và có cái, những cái giải pháp mà để giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc gọi tiếp theo, cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo. Vâng, em là ở Hà Nội đấy ạ. Vâng. Nhà cho em gặp bác sĩ ạ. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. À, câu hỏi của em là nhà em một tuần ấy. Vâng. Thủ dâm một lần nhà. Em thấy nhà nó không ra cái dịch ấy. Vâng. Thế điều bạn băn khoăn là gì? Là nhà cái đấy thì nhà có lúc có, nhưng mà nó mình cái đấy thì có lúc không ạ. Vâng, tức là bạn cũng đang lo lắng là sức khỏe mình có vấn đề gì không đúng không? Vâng, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 23. Thế ạ, vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. 23 tuổi rồi hả? Vâng. Thế thủ dâm từ bao giờ? Em thủ dâm từ em mới lớn cái là em nghịch mà. Ừ. Vâng. Thế nhà mỗi lần nghịch thì một lần thôi. Ừ, mỗi lần nghịch thì một lần thôi. Vâng. Thế một ngày một lần hay là một tuần một lần? Tuần một lần thôi ạ. À, một tuần một lần hả? Vâng. Thế và cứ tự mình quy định cho mình là một tuần phải một lần hay là cứ không, tự không dưng... phải nhất thiết nhỉ? Đó là mình hứng lên thì mình mới nghịch, còn không thì không bao giờ nghịch nó. Tức là khi nào nó có nhu cầu thế là tự nhiên mình cứ phải động vào nó, đúng không? Vâng. Thế thì dạo này lại thấy nó khác đi à? Không, thế là như là trước đấy nó vẫn thế mà chị ạ. Nhà không thấy ra cái dịch để cái này để quan hệ vợ chồng nó dễ dàng ấy. Thấy là khi mà thủ dâm thì thấy nó không dễ dàng ra, đúng không? Đấy, nó không là... trơn, nó không có chất bôi trơn đấy. Nó không có chất bôi trơn, tức là nó không tiết dịch. Tiết dịch ý? Nó không xuất tinh, đúng không? Không xuất tinh thì ra rồi nha, trước khi xuất tinh nó không ra cái dịch ý. Thế theo em nghĩ là trước khi xuất tinh nó phải ra nhiều dịch lắm à? Nó không ra nhiều cái dịch đấy thì mình cho nên mình sinh hoạt các cái vợ chồng thì nó dễ hơn. Tức là ra cái dịch nhờn đấy. Cho nên là khi mà sinh hoạt vợ chồng thì nó sẽ dễ hơn, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà ra dịch thì em nghĩ là nó ra như thế nào? Nó ra giọt á hay là nó ra như thế nào? Nó ra nó múc múc ở đầu thôi. Ừ, ra giọt. Nó chỉ ẩm ướt ở đầu một tí thế thôi, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà bản thân em thì em nghĩ rằng cảm nhận cái chuyện mà tiết dịch nó sẽ là như thế nào? Cái đấy thì em có đâu. Có cho nên là không thấy. Vâng. Tức là khi mà động vào đấy thì nó không thấy nó. Vâng, nó cứ khô khô ấy. Nó cứ khô khô, nó cứ đúng không? Vâng. Và ngay từ những cái ngày đầu mà thủ dâm đã có hiện tượng này rồi à? Vâng. À thế à. Thì lúc mới lớn thì có nhiều bạn, các bạn thì ngủ nhiều ngủ mê ấy. Thì có ra nhà mình thì chứ em chưa bao giờ thấy. Đấy là mộng tinh. Vâng, biết là mộng tinh nhà em chưa thấy mà. Thì có phải ai cũng thấy đâu. Nhá. Vâng. Thế và cái mà em lo lắng ấy, cái việc mà một tuần thường là một tuần thì có nhu cầu và tự thủ dâm một lần thì cũng không thành vấn đề gì lắm, đúng không? Và khi thủ dâm thì là có xuất tinh, nhưng bây giờ cái băn khoăn của em là không thấy nó ra cái dịch nhờn và lo sợ rằng là sau này nó khó sinh hoạt, đúng không? Vâng, đấy. Ừ, nên sợ mình dùng thuốc. Em
từ bé em chả bao giờ dùng thuốc cả, nên em lo cái đấy thôi. Không dùng thuốc tốt quá chứ lại cứ phải dùng thuốc à? Vâng, đấy. Không lo cái chuyện là không, nó không ra dịch nhờn, bởi vì thực chất là nó ra rất ít. Mà cái chuyện mà ra dịch nhờn mà để làm cho cái việc mà quan hệ nam nữ nó dễ dàng thì lại là ở người phụ nữ nhiều hơn nhá. Cái vấn đề của em bây giờ là một tuần thủ dâm một lần và phải giữ vệ sinh, đừng để cho nó có cái hiện tượng mà viêm nhiễm. Thế thì là tốt rồi nhá. Vâng ạ, rồi em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. À, chị ơi, cho em tư vấn về chuyện tình cảm ạ. Em yêu anh ấy được gần một năm thì định tiến tới hôn nhân, thì anh ấy nói lý do là anh ấy đã chơi bời và làm cho một người có bầu thì anh ấy không thể đến với em được nữa. Và anh ấy lấy vợ thì đã được 3-4 tháng rồi, bây giờ anh muốn gặp lại em ạ. Và gặp lại em thì anh bảo là anh vẫn còn yêu em và không thể quên em được. Và em không muốn gặp lại anh ấy nữa, thì chương trình cho em câu hỏi là em phải nói với anh ấy như thế nào để anh ấy không gặp lại em nữa. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn sẽ có lời khuyên cho bạn ạ. Xin mời anh ạ. Chào em. Dạ, em chào anh ạ. Anh mới cưới vợ 2-3 tháng đúng không? Vâng ạ. Anh có ở gần nhà em có thực sự có nắm được cuộc sống của vợ chồng anh thế nào không? Dạ, em cũng không rõ về cuộc sống của anh. Tại lúc anh lấy vợ thì em cũng buồn và em cũng không hỏi gì về vợ của anh là ở đâu hay như thế nào ạ. Anh muốn hỏi thế bởi vì thế này, trong thực tế cũng có những chàng trai đi lấy vợ rồi nhưng mà rồi cũng muốn gian díu tiếp với lại cái người yêu cũ. Thứ nhất là nó có thể nó cũng còn chút tình nghĩa và những cái kỷ niệm cũ. Cái thứ hai nữa là bản thân mình thì cũng có vợ nên yên tâm rồi, bây giờ có gặp thêm tí nữa cũng không sao cả chẳng hạn, chỉ là nó thay đổi cái cảm xúc cho nó vui vẻ hay vân vân. Những cái đấy mình phải hết sức đề phòng cảnh giác, đừng có ngộ nhận. Cái điều lớn nhất mà không thể vượt qua được đó chính là không tiến tới với nhau được hôn nhân, mặc dù rất là yêu nhau, đúng không? Dạ. Dù lý do khách quan dù như thế nào chăng nữa thì anh cũng đã lựa chọn con đường lấy vợ, nghĩa là mình cũng sang lề một bên rồi. Thế thì bây giờ cái gặp lại ấy mình phải xác định là mình mong muốn gì, mình được gì. Chắc chắn là phía anh thì được, có thể là được một chút lại cảm xúc ngày xưa để cho nó đỡ cảm thấy ân hận là mình bỏ cô ấy, một chút gì đi an ủi động viên cô rằng mình vẫn còn yêu, may ra biết đâu cô lại tưởng thật, cô lại cho cái gì thì sao đấy. Thế cho nên là phía người ta thì thế, nhưng phía mình thì nghĩ rồi, một người đàn ông có vợ rồi mà yêu mình như thế mà sẵn sàng bỏ, mà bây giờ thì lại còn muốn quay lại với mình. Vậy thì rõ ràng về mặt cái nhìn nhận nào đó thì anh cũng là cái người mà không quá nghiêm túc lắm trong cái chuyện quan hệ, đúng không? Và những cô gái sắc sảo thì cô sẽ đánh giá ngay cái anh chàng này là bỏ mình lấy vợ xong bây giờ lại muốn ấy tiếp với mình, loại này là loại tham đây. Cô sẽ sẵn sàng trả lời là xin lỗi cảm ơn, không có mối quan hệ nào nữa. Hiện nay em còn đang rất là sốc và không muốn gặp. Và rất có thể thì 5-7 năm sau khi mọi chuyện nó nguôi ngoai thì chúng ta có thể gặp. Em nói anh là lúc anh ấy cưới vợ xong thì em với anh ấy có gặp lại rồi ạ. Xong em cũng bảo là anh ấy cũng không có lỗi gì, bây giờ em cũng không muốn quan hệ với anh ấy nữa. Tại vì em còn đang học thì nhiều lúc gặp lại anh thì em buồn và nó cũng ảnh hưởng đến việc học tập, và anh có vợ thì em cũng không thể đến với anh được nữa. Nhưng mà anh cứ muốn đòi gặp lại em, và có nhiều lúc gặp lại em thì anh ấy lại muốn tiến tới tình cảm xa hơn, thì em không vậy là em không thể nói giải thích để cho anh hiểu được ạ. Chẳng vì gì phải giải thích, cái lộ trình đã rõ. Gặp gũa xong bảo vẫn yêu, sau đấy thì tiến tới xa, sau đấy có khi nếu lại được có bầu thì lại anh lại bỏ chạy. Anh bảo anh phải có trách nhiệm với vợ con anh chẳng hạn. Em nhìn cái bài học nhẫn tiền của anh ấy với lại cái cô trước là người yêu mà sau thì phải bị làm vợ rồi, em thấy rồi đúng không? Mà mình biết rằng là âm mưu của nó xấu và mình vẫn cứ cố tình theo thì nghĩa là mình đừng trách ai. Chứ trông mong hy vọng gì mà cái anh này rằng là anh ấy vẫn còn yêu mình, anh dám làm tất cả để vì tình yêu, đúng không? Đừng ngộ nhận. Em không muốn gặp lại anh đấy nữa, nhưng mà em không muốn gặp không ai, không cần nói ạ.
Em không có gặp, em chỉ nói rằng em không có chuyện gì để giữa chúng ta, không cần chuyện gì nữa. Em cũng đang rất bận vì cuộc sống, học hành, hơn nữa là em đang có bạn trai, anh đừng quấy rầy. Thế vâng còn hả? Thì việc gì phải giải thích rồi phải sợ người ta mất lòng. Sợ nhất là mình cũng thích đi. Thế còn nếu mình đã xác định là không thì không ai có thể tới nhà bắt cóc mình đi đâu được, đúng không? Dạ vâng. Chiến thắng chính mình là chiến thắng cái lớn nhất, tròn dã nhất. Sợ nhất là khi mình cô đơn, mình buồn, anh gọi mình thấy cũng thinh thích thì rồi là chết đấy. Xa chân một lần thì ân hận cả đời nhá. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nam. Alo. Alo. Vâng, chào thính giả gọi điện từ Hà Nam ạ. Anh có thể trình bày câu hỏi của mình ạ. Vâng, tháng 1 dương của năm ngoái em đi làm thì trên đường đi là người là người ở cùng làng, không có xe đi thì em nghĩ là bây giờ không, mình đi một mình mà người ta đạp xe đi thì thôi, thì tôi cũng bảo là thôi đấy, nếu mà như thế thì nó khổ như thế thì nó vội, thì từ mai để xe đạp ở nhà rồi tôi cho đi nhờ, sáng tôi cho đi rồi chiều tôi cho về, thế mà chuyện qua đi qua lại thôi mà ít nhiều hai đứa cũng đi lại có lần hai lần mà bây giờ nó đẻ rồi, bây giờ nó cứ xóa vào cổ tôi và. Vâng, thế điều bây giờ anh muốn chương trình tư vấn là gì ạ? Đấy, tư vấn bây giờ bảo làm gì ở mức độ nhanh như thế, thế mà tôi đã bỏ vào trong Nam, tôi đi chăn thịt thuê rồi mà nó cố tình bây giờ nó tìm địa chỉ nó vào tận nơi được. Vâng. Nó bắt cổ tôi là phải nuôi nó, vâng. Giờ mà tôi giờ tháng năm tôi lấy vợ rồi và. Vâng, tức là hiện nay thì anh băn khoăn không biết tại sao mà cô ấy có thai nhanh thế phải không ạ? Nhanh vâng. Mà mỗi có lần hai lần chứ mấy. Vâng, thế bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn giúp anh nhé. Dạ vâng. Ừ, tôi chào bạn. Dạ vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay là cả tuổi đẻ là 41. À thế ạ, thế xin lỗi là bạn chưa kết hôn lần nào à? Chưa, đám cưới. À, đang chuẩn bị lấy vợ đúng không? Tháng 5. Thế cái bạn gái mà bạn yêu ấy thì có biết cái câu chuyện với cái cô đi nhờ kia không? Bạn gái là chưa biết. Thế à, nguy hiểm quá nhỉ. Thế lý do lúc trốn vào trong miền Nam chăn vịt mà bạn gái không hỏi lý do vì sao à? Bạn gái hỏi có, vẫn bảo là đi vào trong Đắk Lắk này đi hái cà phê cho ông anh với ông bác được hơn năm rồi, cuối năm rồi về rồi sang đầu năm là cưới. Nói là nói qua điện thoại thôi, còn đi trốn đi cũng biết rõ. À thế à? Ừ. Thực ra thì tôi phải nói với bạn rằng là cái chuyện là quan hệ qua lại một lần hay là nhiều lần hay là nó như thế nào ấy, thì cái việc nó có thai nó cũng không phụ thuộc nhiều vào cái chuyện là quan hệ một lần hay là hai lần hay là vài lần hay là nhiều lần nhá. Nếu cái thời điểm mà bạn qua lại với cái cô ấy mà nó đúng vào cái thời kỳ mà cô ấy rụng trứng thật thì chỉ cần một lần thôi, thậm chí có những trường hợp mà còn không quan hệ xâm nhập mà nó còn có thai được cơ. Đấy, nó khó là như thế. Nhưng bây giờ thì theo tôi thì thế này. Thứ nhất là câu chuyện rất đáng tiếc nó cũng xảy ra rồi, đúng không? Mình thiếu kiểm soát có một phút thôi mà cuối cùng để bây giờ cái hậu quả nó rất là lớn. Trong khi mình chẳng yêu gì cái cô này đúng không? Mà chỉ có đi nhờ như thế thôi. Thì bây giờ xe thôi. Thôi bây giờ thế thì cái lòng tốt của mình nó cũng đặt không đúng chỗ lắm. Thế rồi mình thì lại một phút sơ sẩy. Thành ra là nó hậu quả nó cũng lớn. Thế bây giờ việc quan trọng của bạn là xem có phải đứa bé đó là con bạn hay không mới là quan trọng nhất, đúng không? Đấy, thì có một cách rất là đơn giản, bạn phải đối mặt với cả cô ấy và làm xét nghiệm ADN cho cái đứa bé đấy. Nhá. Nếu như nó thực sự là con bạn thì bạn phải ngồi lại với mẹ nó để mà bàn cái phương hướng giải quyết, kể cả bạn không muốn kết hôn cùng cô ấy cũng vẫn được mà. Kết hôn nó là tự nguyện và không ép được bạn cả. Nhưng mà bạn phải có trách nhiệm với cái đứa bé nếu như nó thực sự là con của bạn. Thế còn nếu như cái đứa bé đấy nó không phải là con của bạn thì nó cũng là một cái bằng chứng để cho cô ấy không trói cổ bạn được, đúng không? Không, bây giờ cô ấy cứ cột cổ bạn mà bạn chẳng có bằng chứng gì cả. Thế cũng rất là khó. Thế thì thôi, bây giờ mình cũng đã lỡ dại như thế rồi, chẳng may câu chuyện nó cũng xảy ra rồi, mình đành phải chấp nhận thôi nhá. Cũng không né tránh được đâu, không trốn được đâu. Không, em hỏi chị là xem, chị bảo xem có được không nhá. Ừ. Là thôi thì đằng nào nó cũng lỡ đều để cho sang năm em về lấy vợ.
thì em ngồi em nghĩ như này này, cứ cho là con của mình đi thì em vay ngân hàng đến 10 triệu em đưa lại cho nó rồi em cũng chấm dứt luôn, cứ cho là con của tôi thì tôi nuôi đấy. Thực ra thì vấn đề nó không phải là 10 triệu, bạn đưa cho cô ấy 10 triệu mà cô ấy không đồng ý chẳng hạn, hoặc cô ấy nhận tiền của bạn bây giờ sau đó cô ấy lại tiếp tục mang đứa bé đấy để bà bạn phải làm nhiều lý do khác nữa, thì lúc đấy bạn cũng không thể nào mà gọi là thoát được người ta đâu. Mà bạn phải có trách nhiệm nuôi em bé đấy đến năm 18 tuổi, đúng không ạ? Úi trời ơi, thế thì thôi, thế thì thả về bảo con người yêu và tôi đã thoát rồi, thế rồi còn cô chấp nhận lấy tôi thì chấp. Mà nó nghe cũng gần làng lắm, cách nhau có một cây số rồi, nó mà nghe mà mày như thế thì chết tôi. Đúng rồi. Thực ra bây giờ cái câu chuyện này nó rất là khó xử cho bạn đấy, và nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, bây giờ mình cũng không thể né tránh được. Tất cả mọi thứ nó đã đặt ra bàn hết rồi, vì đứa bé nó đã sinh ra rồi. Nó chưa sinh ra thì nó lại là chuyện khác. Còn bây giờ việc đầu tiên là mình phải đi xem em bé có phải là con mình không. Nha. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sẽ sớm giải quyết được chuyện của mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi là cái thai lưu, vừa rồi em bị thai lưu á. Vâng. Thì là em đi xử lý rồi, nhưng mà em muốn hỏi bác sĩ là cái nguyên nhân nó dẫn đến như thế và những cái lưu ý cho những lần có thai sau ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Vâng, alo, tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Năm nay em 25 ạ. 25 hả? Dạ vâng ạ. Tôi xin lỗi, là đây là thai lần đầu à? Dạ vâng ạ. Thế hả? Bạn kết hôn lâu chưa? Em kết hôn được 2 năm rồi ạ. Kết hôn 2 năm. Cũng đang mong lắm, thế mà nó lại bị sơ sẩy mất nhỉ? Vâng. Lúc mà không may ấy, thì thai bao nhiêu tuần em? Em nói với chị như này ạ. Cái mà em bị cái hành kinh đầu tiên của kỳ hành kinh cuối cùng á, thì nó vào là ngày 21 tháng 2 ạ. Thì đến hôm mùng 2 tháng 4 thì em đi chữa lần đầu tiên, thì bác sĩ bảo là cái thai này nó tương đương với 4 tuần. Ừ. Thế xong bắt đầu 4 tuần sau đấy em lại đi siêu âm một lần nữa, thì bác sĩ bảo là chưa có tim thai. Thế xong bắt đầu đến 4 tuần sau nữa thì em đi siêu âm lần nữa, thì bác sĩ bảo là cái thai tương đương với 8 tuần thì là vẫn chưa có tim thai. Thế em coi là bàng hoàng hết cả người và không tin vào kết quả đấy, em lại đi siêu âm ở một chỗ nữa. Thì bác sĩ cũng bảo là không có tim thai. Thế đến ngay hôm sau là em xuống tận Bắc Giang em chữa âm, thì kết quả Bắc Giang cũng bảo là không có tim thai. Thì em vẫn không muốn tin vào cái kết quả như vậy, và em xuống tận phụ sản trung ương em chữa âm, thì bác sĩ bảo là vẫn là không có tim thai và thai ngưng hoạt động. Thế là bác sĩ quyết định là thai này là 99.9% là hỏng rồi. Bây giờ nếu mà gia đình muốn yên tâm thì là cách một ngày, sau một ngày nữa ra siêu âm và kiểm tra lại và thử máu lại, thì là quyết định lúc đấy là bỏ hay là đẻ. Thì đến một ngày sau một ngày nữa em ra siêu âm thì bác sĩ cũng bảo là hôm nay thì là quyết định là 100% là thai là ngưng hoạt động rồi mà vẫn không có tim thai, thì là quyết định là bỏ. Tức là lúc đấy nó vào khoảng 8 tuần hả? Đấy là tính cái khối lượng nước ối thì tương đương khoảng 8 tuần, nhưng mà bác sĩ tính ngày tắc kinh. Đấy, cho đến lúc đấy thì nó vào tương đương vào khoảng hơn 10 tuần rồi. À, thế à? Đấy. Thế thì bác sĩ bảo là vẫn không có tim thai mà là thai ngưng hoạt động. Thế sau em bây giờ thì em đã hồi phục hoàn toàn chưa? Bây giờ em hồi phục hoàn toàn rồi ạ. Thế là cũng mới cách đây khoảng độ 2-3 tháng nhỉ? Không, em mới làm cách đây độ 2 tuần. Đến mai bác sĩ lại bảo là ra Hà Nội kiểm tra lại lần nữa đây. Đấy. Thực ra cái nguyên nhân mà để gây sẩy thai hoặc là thai lưu ấy thì nó rất nhiều nguyên nhân. Đấy, tập trung vào hai cái chính, một là nguyên nhân xuất phát từ mẹ, hai là nguyên nhân xuất phát từ cái bào thai. Nguyên nhân từ mẹ ví dụ như là có thể là do cái em có thể có một số các cái bệnh mãn tính gì đấy, nên là chị đang nói tất cả các nguyên nhân thôi nhé. Em có thể sức khỏe của em không tốt, không đảm bảo, em có thể mắc một số các cái bệnh mãn tính gì đó, hoặc là do cái nội tiết của em nó quá yếu cho nên là em có thể có thai, thai làm tổ rồi nhưng nó cũng không đủ để nó nuôi dưỡng cái thai đấy, và nó có thể dẫn đến cái tình trạng thai lưu hoặc là sẩy thai. Thế rồi có thể là mình mắc một số các cái bệnh lý của cơ quan sinh dục, ví dụ như là bệnh lý của tử cung chẳng hạn.
Đấy, thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Thế và về phía thai nhi ấy, thì có thể là thai nó có một cái, nó kể cả nó đã được tạo thành, hình thành lên rồi, nhưng mà nó do những cái điều kiện nào đấy thì nó có thể nó không đảm bảo được cái sự phát triển ở trong tử cung, nó có thể gây ra thai lưu hoặc sảy thai. Ví dụ như là nó có dị tật này, hay là nó có khiếm khuyết một cái gì đấy chẳng hạn, thì nó đều có thể là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đấy. Thực ra bây giờ mà để nói thật rõ ra là nguyên nhân là cái gì thì chị tin là kể cả bác sĩ sản em đi khám kiểu gì cũng không thể nói cho em biết được chi tiết là lý do vì sao mà em bị sảy thai. Bởi vì thậm chí là có những tới 50% chẳng có lý do gì cả. Vâng. Nó không thể phát triển được, làm tổ và phát triển ở trong tử cung thì nó sẽ bị đẩy ra ngoài thôi nhá. Vâng. Thế bây giờ thế này. Nhưng mà em cắt ngang lời chị một tí là em cái thai này bác sĩ lại kết luận là không có tim thai. Ừ. Mà em lại hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có một cái dấu hiệu triệu chứng gì cả. Không có tim thai có nghĩa là cái thai đấy nó không thể phát triển để nó thành em bé được. À vâng vâng vâng. Ừ đấy. Thì đấy, cái tim thai là cái biểu hiện đầu tiên của sự sống để mà chứng minh là em bé có tồn tại, có phát triển hay không. Vâng. Còn khi em bé không có tim thai thì nó chỉ hình thành đấy và nó như một cái túi ối, nó nằm ở trong tử cung của mình thôi. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng là cái em đang muốn hỏi là cái nguyên nhân vì sao mà không có tim thai ấy. Vâng. Hay đấy. Nói cách khác là cái nguyên nhân vì sao mà mình bị thai lưu như thế, đúng không? Thì vâng. Tôi đã giải thích ở trên rồi. Thôi bây giờ vâng. Thế này, thứ nhất vâng. Là cũng không quá suy nghĩ làm gì, bởi vì nếu mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình trước vâng. Mắt cũng như lâu dài, vì em cũng mới được có 2-3 tuần. Thế vâng. Bây giờ thì thứ nhất, nếu bác sĩ đã hẹn em khám thì em nên đi khám lại. Vâng, theo cái lịch hẹn của bác sĩ vâng. Em nên đi khám lại để vâng. Mà mình xem là theo dõi xem là nó có một cái bệnh lý gì không, bác sĩ cũng muốn vâng. Như thế. Cái vâng. Thứ hai là em vẫn phải kiêng cữ, gần như là tất nhiên nó cũng không phải kiêng nhiều như là lúc mình sinh đâu, nhưng mình vâng. Cũng phải giữ gìn sức khỏe, mình cũng phải đảm bảo dinh dưỡng, rồi ăn uống, rồi chế độ làm việc, chế độ vâng. Vệ sinh, kể cả chế độ quan hệ tình dục. Thế, vâng. Các cụ cũng đã ngày trước cũng đã nói rồi, một lần xa thì bằng 3 lần đẻ. Vâng. Nhưng mà mình thì như thế này, đâm ra mình cũng rất là lo lắng ấy. Vâng. Đấy, cho nên là cũng kiêng cữ một chút để cho nó cơ thể mình nó hồi phục lại sức khỏe nhanh. Em năm nay mới có 25 tuổi cho nên là mình có thể hồi phục rất là tốt, đôi khi mình dẫn đến chủ quan ấy thì vâng. Sau này nó khó. Việc thứ ba nữa là kể cả tìm được nguyên nhân thì tốt, thì có thể điều trị được, hoặc không tìm được nguyên nhân gì thì em cũng không nên có thai ngay. Tốt nhất là em nên để khoảng ít nhất là khoảng 6 đến 8 tuần, hoặc là xa hơn nữa thì càng tốt, khoảng 3 tháng trở ra nhá. Vâng, thì vâng. Mới tốt nhất là 6 đến 8 tuần thì mới nên có thai. Vâng. Đấy. Thế và trước khi có thai thì em phải đi kiểm tra sức khỏe tổng thể của em. Xem là em có vấn đề gì không? Em có mắc một cái bệnh gì không? Chị phải nói rất rõ là mình đang 25 tuổi, có thể mình mắc một số những cái bệnh mãn tính hay là những cái bệnh gì đó mà mình không biết, nhưng nó không có biểu hiện lâm sàng, cho nên mình nghĩ là mình rất khỏe, nhưng thực ra không phải là khỏe. Nếu có điều kiện thì chồng em cũng nên đi kiểm tra để xem cái chất lượng tinh trùng của anh ta có tốt không nhá. Và một cái điều nữa đó là em cần được tiêm phòng các loại vaccine trước khi em quyết định có thai. Vâng. Nhá. Và nhớ là ví dụ những cái vaccine em cần phải tiêm như là sởi quai bị rubella, hoặc là những cái vaccine phòng cúm đấy, hay là nếu có điều kiện thì em nên xét nghiệm viêm gan B xem em đã có bị nhiễm viêm gan B hay không. Đấy, nếu không thì cả chồng cũng nên xét nghiệm, và tùy theo cái kết quả đấy để mình sẽ quyết định là mình có tiêm vaccine phòng viêm gan B hay không. Và nhớ là cái mũi, khi em tiêm vaccine ý, thì cái mũi cuối cùng phải cách trước khi em có thai là 3 tháng. Tức là em muốn hỏi chị là ví dụ mình muốn tiêm những cái mũi tiêm phòng thế thì tiêm ở đâu hả chị? Em tiêm ở trung tâm y tế dự phòng của các tỉnh, thành phố đều có hết. Vâng. Bây giờ trung tâm y tế dự phòng các huyện, xã, huyện ý, hoặc là quận là người ta cũng đã có rồi nhá. Thế bây giờ mọi người lại cứ bảo em là đi cắt thuốc nam, thì em bảo không biết là cắt thuốc nam là cắt thuốc gì? Thuốc nam thì có nghĩa là thuốc đông y thì cũng có thể được, chủ yếu thuốc nam thì nó để hồi phục sức khỏe, nó bởi vì mình mỗi lần như thế thì mình cũng mất máu, rồi mình cũng thần kinh mình cũng nó cũng bị ảnh hưởng, sức khỏe nó ảnh hưởng, tất cả những cái đấy nó chỉ mang tính chất là hồi phục lại sức khỏe cho em thôi nhá. Em muốn là
những lần có thai sau mà nó không bị quen dại như vậy thì là uống có nên uống thuốc gì, thuốc tây không hả chị? Thực ra quan trọng là em phải chuẩn bị tinh thần có một cái sức khỏe thật là tốt và tiêm vaccine như là chị nói đấy, chứ còn cũng không nhất thiết là phải uống cái nhiều cái loại gì cả đâu, vì em cũng còn rất trẻ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một em bé khỏe mạnh trong một thời gian gần đây. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Alo. Chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Muốn hỏi là mình là 53 tuổi rồi mà cái sức của mình nó kiểu nó kém. Về bên các cái kiểu mỗi khi giao hợp với vợ á, vợ nó như kiểu nó nghi mình đi lung tung, con em con ủng như đấy. Vâng. Thế thì mình muốn có sức khỏe thì mình phải làm thế nào để cho vợ nó đỡ bỏ cái suy nghĩ như kiểu là ghen tốn. Vâng, vấn đề của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho anh xem là có cách nào để có thể giúp cho chị vợ bớt ghen tuông đi không ạ? Vâng, xin mời anh. Vâng, xin chào anh. Anh 53 tuổi còn đi làm hay là nghỉ rồi? Đang đi làm ạ. Đang đi làm, sức khỏe chung thì thế nào? Sức khỏe chung thì thấy luận bình thường, nhưng mà trong cái... Sức khỏe thì bình thường, đi kiểm tra thấy không có sao cả. Thế nhưng mà về cái chuyện quan hệ vợ chồng thì không được như hồi thanh niên đúng không ạ? À, đúng rồi, chính xác. Ồ, thế là bình thường, chứ nếu bây giờ mà anh như hồi thanh niên thì phải đi khám đấy. Đề phòng là trường hợp là không biết mắc bệnh gì mà có tuổi rồi mà nó vẫn cứ hăng như là hồi thanh niên. Trước hết là phải nói rằng con người không tránh khỏi quy luật. Bé này trưởng thành rồi phát triển đẫy đà rồi bắt đầu thoái trào lùi dần rồi. Đến lúc mà còn dừng hẳn. Thế thì... tuổi 53 mà anh vẫn còn duy trì quan hệ vợ chồng được là tốt rồi. Không có, thứ nhất là mình không có kỳ vọng như ngày xưa được nữa. Còn cái lý do mà anh cho rằng là vợ ghen nghĩ rằng anh làm mà không được như ngày xưa ấy, hay là anh có bồ, anh đổ ở đâu rồi đúng không? Đúng rồi chị. No xôi chán chè ở đâu rồi về để làm với con này thì qua quýt đi. Anh có làm đột ngột thế không? Ví dụ như trước là tuần hăng hái 3 lần mà lần nào cũng mỹ mãn. Dạo này thì lại tuần cả tháng có một lần mà lại qua quýt không? Nói chung là lâu thôi, bây giờ đi làm cửa, đi làm suốt đấy, cái sức nó như kiểu là mình yếu sức ấy. Vâng. Cho nên là sơ sưa ra, chứ mà bây giờ mình nói mình đi trước làm sao được, bây giờ vâng. Để sưa ra... Cho nên là nó cảm thấy nó không mỹ mãn, nó nhanh bảo là không mỹ mãn đấy, sao nó vào. Rồi. Giờ ý là mình muốn bao giờ về, như kiểu là muốn có cái thuốc gì mà để cho nó sung sức hơn một tí. Đấy, ý như thế là được thôi, ý như thế. Vâng. Anh ơi thế này, cô ấy nói ra miệng, bà xã nói ra miệng rằng là dạo này yếu thế, ít thế hay là anh cứ tự giật mình vậy? Từ mình cảm thấy trong cái lương tâm mình là nó không đáp ứng được cho... các bà. Thế thì không sao, bởi vì thậm chí các bà cũng lại đang lo là chỉ 1-2 năm nữa là mình lại còn khô còn hạn, khéo không ông lại còn chán mình, tức là đôi bên cứ lo là không đáp ứng được cho nhau. Đàn ông thì có một câu nói đùa là không sợ mệt, không sợ mỏi mà chỉ sợ mềm. Thế, phụ nữ thì bên kia cũng lo chứ, có tuổi mà chị chắc cũng phải ngót 50 đúng không? Chị ngót 50 rồi. Ngót 50 1-2 năm nữa rồi cũng chị là còn người khá đấy. Chứ nhiều người là chỉ độ 48 thôi là đã mãn kinh. Chị mà ngót 50 mà vẫn còn ngon lành, rồi duy trì cái cuộc sống vợ chồng được đến ngoài 50. Phụ nữ rồi đến một lúc thì mãn kinh thì cái nhu cầu nó còn suy giảm nữa. Thế mình đừng có lo quá. Phía người ta còn đang lo là cái nọ thế kia. Thế còn thực ra thì đúng mà vẫn còn đi làm ở tuổi này, mọi sự nó cũng đã chậm chạp. Rồi sức ép của công việc, rồi họp cơ quan, rồi bình bầu thi đua, rồi lại có mấy ông lại đồng nghiệp lại không hay chọc ngoáy vân vân, làm cho mình mệt mỏi lắm, cộng với sức khỏe tuổi tác, cho nên cái kia mà duy trì được là cũng đã tốt rồi, không được đòi hỏi mỹ mãn. Anh có thể nâng cao bằng cách thứ nhất là
thôi thì công việc nó thế, buổi tối dành thời gian tập thể dục thể thao, ở cái tuổi mình chắc đi bộ đi bẹo một tí, nếu mà anh khá khá thì ở lại cơ quan đánh tennis thêm một ít cầu lông cầu liếc này, giữ gìn cho sức khỏe, nó tránh trường hợp nó sa sút nhanh quá. Cái thứ hai nữa là nếu mà có nhậu nhiều thì nhậu vừa thôi, bởi vì nhậu thì nó cũng là một trong những tác nhân mà làm cho cái kia của mình nó cũng chỉ trệ đi. Hút thuốc lá cũng phải chăng mặc cái nạn thuốc lá bây giờ làm sao mà cai nữa. Duy trì hạn chế thôi, chứ còn đến cái tuổi này cũng khó cai thì rồi cộng với việc là ăn uống cũng nói thế chứ cũng không cần ăn lắm thịt đâu, ăn vừa phải thôi, rau xanh rồi uống sinh tố, ăn hoa quả, tất cả thứ để sao duy trì cho sức khỏe của mình thanh xuân nó kéo dài một chút nữa. Cộng với việc là ví dụ anh nói rằng là làm nó cứ không được dài tí cái nó xong, mình thì cũng nâng cao cái hiểu biết là quan hệ vợ chồng nó không phải là cái chuyện là cắm vào rồi núp ra là quay ra ngủ. Đôi khi buổi tối rung răng rung rẻ dắt bà đi cà phê, bà cũng giật mình thấy tươi, thế giờ này ông lại cần rủ mình đi cà phê tối, thế xong lại đi bộ cùng nhau, xong về đôi khi cũng chỉ ôm ôm thơm thơm nhau, rồi còn thì cái đoạn kia làm được bao nhiêu thì làm, tức là về mặt tinh thần nó thấy nó phấn khởi thì cái kia nó chỉ như cái thêm vào thôi, chứ mình đừng lấy cái đó làm mạnh, đúng không? Mình đã hiểu được cái thế yếu rồi thì phải lấy cái khác để mạnh, để bù đi. Đong đưa một tí, vợ chồng thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật thì chở bà đi chạy ở giờ này thích đi ra biển chẳng hạn, thế là đèo xe máy được túc tắc vài chục cây, vợ chồng đi vi vu, nó thay đổi không khí đi, mà chị tươi tắn lên, buồn cười lên thì sau đấy mình có khiếm khuyết một tí cũng dễ được bỏ qua lắm. Vâng, với những cái tư vấn của anh Đinh Đoàn thì anh có thể là có những cách giải quyết cho chuyện tình cảm vợ chồng của mình. Chúc cho vợ chồng anh sẽ luôn hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn chương trình nhé, cảm ơn chương trình nhiều nhé. Vâng, chào anh, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lâm Đồng. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi là em đây, kết hôn thì được 17-20 năm rồi đây, thế nhưng mà sau khi bây giờ em mới phát hiện ra là chồng em vẫn nhắn tin cho người cũ rồi qua lại tình cảm rồi muốn níu kéo qua lại đấy, thì em phát hiện ra thì em đang làm ăn ở trong Lâm Đồng cùng chồng em cứ đòi về đấy, cứ thì chúng em để con ở nhà, thế xong đầu em có bảo là đi về nhà để về con nọ kia, nhưng mà tin nhắn em mới phát hiện ra là nhắn từ năm 2016 ấy, nhắn tình cảm qua lại rồi nhắn là không gặp được người cũ nhớ nhung hồi là rồi lại còn đăng cái giấy kết hôn trên Facebook là hẹn nhau là đến 2023 rồi thì kết hôn lại với người yêu cũ, mở vào cái người đó lại cùng bạn với em gần nhà mẹ em luôn, cả gần nhà chồng em luôn, rồi thì cái người đấy cũng hai con rồi, xong bắt đầu đã ly dị chồng rồi đấy, về bây giờ vâng thì em nó gọi điện cho cô đấy rồi em bảo là thế phải muốn con lại với chồng đâu mày không đấy, nó bảo là nó không cần đấy, nó bảo đầy người khác đi. Chồng cô đấy em thấy nghe nói là nghi ngờ là không phải chờ con của chồng cô đấy mới đánh đập mới xong mới bỏ nhau như vậy, em không rõ là con đấy với chồng em có liên hệ gì không hay là như làm. Vâng. Kiểu vậy em đang nghi ngờ băn khoăn đấy. Vâng, tức là hiện nay thì chị rất là băn khoăn không biết là cái chuyện của mình thì như thế nào và nên giải quyết như thế nào, đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 37 ạ. Cháu lớn là bao nhiêu? 18 rồi ạ. Ôi, 18 rồi. 18 tuổi rồi. Con gái hả? Trai ạ. Tưởng con gái rồi sắp lên thành bà ngoại giờ. Vâng. Trước hết là phải nói thế này này, vợ chồng mình kết hôn sớm này, rồi lại có con cái đầy đủ này, rồi lại vợ chồng lại còn để con ở nhà cho ông bà nội để cùng dắt tay nhau vào Nam để kiếm công ăn việc làm, mục đích là ông có tiền để mà chăm dạy con cái, lo lắng chuyện này chuyện nọ thôi, đúng không? Điều ấy chứng tỏ rằng là vợ chồng được đấy chứ, quan hệ tình cảm tốt đấy chứ. Nếu mà người ta mà chê mình hoặc là người ta nhấm nháy, người ta yêu cô kia, thích cô kia, chẳng có được đến bây giờ đâu. Cái mà mình phải tự tin rằng 18 năm nay, 19 năm nay sống với nhau không có cái chuyện gì, mà rồi ông ấy cũng không phải là hoang tàn phá hại gì, cũng chịu khó đi cùng với vợ. Nếu không yêu vợ thì bà đi làm đâu, làm kệ, tôi tự đi làm. Ví dụ như ông đi một mình, ông ra mỏ than Quảng Ninh, ông đi làm xong ông nhấm nháy cô kia ra thì mình đâu có biết được. Đây là hai vợ chồng lại còn đi làm cùng nhau, nghĩa là xuất phát điểm rất yêu thương,
rất là có trách nhiệm với gia đình, và chắc ông chẳng dại dột gì nữa mà phá nát cái gia đình mà mình. Vợ thì tử tế như thế này, con cái thì như thế, để ai lấy ai ạ? Để đến với ai, giá như với một cô gái còn 18 đôi mươi trẻ như là sinh như hoa hậu thì bảo còn đánh đổi, chứ còn lại đi đến với một cô mà cũng bị chồng nó đánh cho xong rồi nó bỏ, xong cũng hai con rồi, thế thì bán bò đi tậu ấy hương. Đàn ông không dại thế, đàn ông không bao giờ dại thế. Nhưng việc đầu tiên mình phải xác định là không có chuyện bỏ vợ con để cưới hay đăng ký kết hôn lại với cô kia đâu. Đấy là chắc là tán tỉnh gì nói thế cho cô kia nhẹ dạ cả tin tưởng thật. Thế nhưng mà thế này, cũng có thể khi mà cô kia bị chồng bỏ, thế rồi là anh chị thì nhấm nháy nhắn tin điện thoại với nhau, xong rồi cô kia thì bây giờ cô đơn. Cô đơn thì bắt đầu anh này thì đàn ông hay tán tí, hôm nào về mát trời sang gửi một cái, ngủ một cái, hay là nhớ lắm rồi ước gì lại quay lại thời gian như ngày xưa thì tớ sẽ, hay là anh sẽ cưới em. Gieo vào trong lòng cái người phụ nữ kia lúc đang cô đơn ấy một vài những chuyện hy vọng hão huyền mà anh này thì cũng cho nó vui tán tỉnh. Lần trước á là cái năm 2010 đấy ạ, cũng là vào trong trong Lam đấy ạ, vào được 1-2 năm đấy, là lúc ấy bắt đầu biết tin cô đấy vợ chồng ở bên quê Sơn Tây cái là về quê mẹ đẻ đấy, nên là chồng em biết tin cái là đi về quê luôn, không ở trong đấy nữa. Nên là bỏ em một mình ở trong đấy, cuối cùng bỏ cửa vẫn bảo em là đi vào, xong cuối cùng không vào nữa. Ở trong cái đó mà nói với mọi người là không vào nữa, mà gần em gọi điện về không nghe, mà toàn đi tìm cô đấy thôi mà bảo là không vào nữa, mà nói với em là sẽ có vào nữa đấy, nguyên kia nói dối em. Xong bắt đầu một năm sau em không vào nữa, thế lại mẹ đi về. Đi về xong bắt đầu em cũng nói chuyện với cô đấy là như thế đấy, thì là cô đấy không bảo là không thèm chồng em nọ kia, thế là em không thấy, thế là từ đấy là không thấy gì nữa. Nhưng mà có một lần đấy em cũng bắt gặp là nhắn tin cho cô đấy thôi, nhắn rồi tin anh nói nhắn... rồi có thể là rảnh rỗi rồi ông tán tỉnh một tí. Hãy tin tưởng là cái mối quan hệ ra vợ chồng cũng đã vững chắc cho đến giờ phút này. Điều thứ hai là con nó cũng lớn rồi, làm ăn kinh tế không biết thế nào gọi là giàu, không biết thế nào là đủ. Cho nên nếu có đi, đừng bao giờ vợ chồng dắt tay nhau đi hết, để con ở lại nhà cho ông bà nội thì già. Các cháu đang ở cái tuổi lớn, cần cái sự quan tâm của bố mẹ. Đặc biệt là cái thằng cu 18 tuổi ấy, năm tới thi đại học rồi đi thế nọ thế kia. Nếu không thi đại học thì cháu đi học nghề rồi, nó còn nhiều vấn đề nảy sinh lắm, cứ chạy ra rồi lại chạy vào rồi đến lúc là kiếm được vài trăm vài chục triệu về rồi con hỏng con hư thì cũng chả bỏ đâu. Cho nên là quanh quẩn làm ăn buôn bán hay làm thuê hay làm công ty ở gần khu vực nhà đi, sáng đi tối về, vừa là để duy trì một cái cuộc sống gia đình, tập trung mà làm ăn. Nếu con nói thì nói với ông chồng nhà mình ấy. Lúc em phát hiện ra cái tin nhắn thì em buồn, mấy ngày hôm Tết em buồn, rồi em cứ gì ra xong em nói bóng nói gió. Chả phải nói bóng nói gió, nói thật đi. Muốn quay lại với cô đấy nọ kia đấy, xong bắt đầu chồng em bảo lấy chứ sao cô cứ nghĩ là vớ vẩn với tôi, không bao giờ 40 tuổi tôi biết là cái gì ấy gì không đấy. Thì đúng là em thấy chồng em thay đổi hơn trước, là chịu khó làm ăn hơn, vợ con thương, vợ thương con tốt rồi, quan tâm nhận con hơn. Rồi ghi nhận cái tích cực ấy và mỗi cái là em thấy cái hành động em bảo không có dấu, không biết là có dấu giếm là cái gì em chứ không, thì em bảo là nếu mà ý là em có lên nói ra để không đến lúc họ quá rồi, đến lúc em nói nó không kịp á. Là mình đừng biến mình thành một người điều tra xét hỏi, hãy biến thành bà vợ đấy, thấy phía chồng mới nhắc nhở có vài câu mà đã thấy tiến bộ lên, gần gũi quan tâm đến gia đình, thế thì mình lại càng phải thít chặt hơn nữa. Thít chặt ở đây tức là làm những điều ngon lành để mà kéo anh trở về gia đình. Một người đàn ông so sánh một bên bà vợ tử tế ngon lành như kia, một bên thì cái cô kia như thế ấy thế nọ, thế là mình thắng lợi. Không bao giờ tóm tóc rứt đầu đánh ghen hay là làm ầm ĩ xóm làng chỉ vì một người đàn ông nhé. Còn nếu có hư thì hư người nhà mình, và cũng không phải bóng gió ở với nhau mấy mươi năm, có việc gì không làm nữa đâu mà sao có mỗi nói không nói. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình, chúc cho gia đình chị sẽ đầm ấm và hạnh phúc. Alo. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Nó bảo nó như xưa tôi thanh niên rồi, tôi 22 tuổi rồi, đi một lần quan hệ với cái gái ngoại dâm thì tôi, nó lại bỏ tôi, chứ cái quan hệ nó lại bố tờ tay tôi ra, mà một lần tôi chơi thùng bao cao su có ảnh hưởng gì sida gì chứ ngoài chị. Vâng, câu hỏi của anh thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Năm nay 42 tuổi thì chị 42. Năm nay 42 rồi à? Vâng, có 2 cháu ạ. À, 2 cháu rồi à?
Ừ, những cái câu chuyện thời nông nổi ấy là nó cũng cách đây 20 năm rồi đúng không? Vâng, cách mười mấy 20 năm rồi. Mười mấy 20 năm rồi. Lúc cái thời thanh niên khát khao với tình dục, khát khao của phụ nữ quá. Sao tự nhiên bây giờ lại nghĩ đến điều đấy vậy? Thì bây giờ thấy có lúc ở trong người nó cứ mệt mệt, sợ bây giờ hay là si đa có lúc thì trẻ nó có mụn 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 đi, sợ nghĩ vậy. Thế à? Nếu như mà mình bị nhiễm HIV ấy, hay người ta gọi là người có hát, thì 20 năm nay anh không còn đủ thời gian để ngồi nói chuyện với chúng tôi như thế này. Khi mà anh không làm gì, không dự phòng gì, không có những hành vi tự bảo vệ mình nhá. Thế cho nên là yên tâm đi, không phải lo gì cả. Thế còn muốn biết là mình có nhiễm HIV hay không thì vô cùng là dễ, bây giờ dễ lắm ấy. Anh chỉ cần đến bất kỳ một cái bệnh viện nào tuyến huyện trở lên, anh có thể đề nghị được làm xét nghiệm HIV. Đấy, là có thể biết ngay nhá. Trong nếu mà xét nghiệm nhanh thì trong vòng 15-20 phút là anh biết ngay là anh có hay không. Chị ạ, thế bình thường nó hỏi nó vào chứ kiểu quan hệ em mới sờ đồ nó lấy móng tay nó bấu tợt cái da em ra có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu đấy là người mà người ta có hát ấy, mà người ta làm xây sát ở trên cơ thể của anh, thì khi mà anh, nếu mà chỉ qua móng tay thì nó không có khả năng làm lây nhiễm HIV. Nhưng nếu như qua cái vết xây sát đấy, anh có tiếp xúc với cả dịch tiết hoặc là dịch sinh dục của cái người có hát, thì đấy là cái đường vào để có thể anh cũng có thể. Rồi, hôm nay nó thật mới chỉ là lúc quan hệ đi, cái đứa nói chung là ở dưới nó không có tóc, thì em mới vừa quan hệ vừa được cho vào khoảng là 5-3 phút, nó xuất mà nó ra bao con su, thế sau này nó bỏ cho quan hệ tiếp, nhưng mà chín mới khoảng là 15-20 phút nó mới lên được, nó bỏ có khách rồi nó không cho quan hệ nữa. Cái đứa nó người nó ở cái gì đó. Ý tôi muốn nói là câu chuyện đấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi đúng không? Cái đây xong rồi, biết rồi, xong rồi cái đứa đầu tiên thì nó chơi bao cao su là nó rách bao, còn sau lúc em có vợ rồi mấy thằng ấy nó rủ uống tí bia vào, hôm máu quá thì đánh cờ đánh bạc thì máu quá, hôm thua thì có mấy trăm mình đến uống cốc bia thế gã máu quá thì không làm về vợ chỉ tức, thì hôm mới lên thì mới quan hệ với đứa mà thì đang từ 2007 rồi chị ơi. Tất cả những cái hành vi mà anh vừa mô tả ấy, quan hệ tình dục với gái mại dâm, quan hệ tình dục với những đối tượng có nguy cơ cao mà bao cao su bị thủng, bị rách hoặc là không sử dụng bao cao su thì đều được xếp vào là hành vi nguy cơ, và đấy là những cái hành vi có thể làm lây nhiễm HIV nếu mình quan hệ với những cái người mà có hát. Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tức là câu chuyện của anh là nó cách đây phải đến hơn 10 năm rồi. Thế và anh lại có cả hai cháu rồi ấy, thì cũng không ngại lắm, bởi vì là thường những cái năm mà gần như thế này á, thì những cái người phụ nữ khi mà người ta có thai á, hoặc là người ta sinh ở các cái bệnh viện, thì chúng tôi cũng hay khuyến cáo là sẽ làm xét nghiệm HIV. Đấy, cho nên là thì anh cũng không ngại lắm, ý tôi là thế. Đấy, nhưng mà để giải tỏa về mặt tâm lý ấy, thì nếu cần thiết anh có thể đi làm cái xét nghiệm HIV cũng được. Nhá. Chứ còn trường hợp của anh của nó thấp không chị? Đúng rồi ạ. Cái này là nhiễm sida nó phần trăm là ít được không? Đúng rồi. Nhá. Thế nhá. Cảm ơn chị nhá. Vâng. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, vợ chồng em kết hôn được 10 năm ạ. Thì sinh được 3 cháu. Nhưng mà một cháu đầu nó bị dị tật thì nó mất rồi. Còn cháu thứ hai thì khỏe mạnh, năm nay 6 tuổi. Còn cháu thứ ba thì nó 4 tuổi nhưng nó cũng bị dị tật bẩm sinh. Bây giờ chồng em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Về thì lại muốn sinh con với người khác để đẻ con trai ấy. Vì hai vợ chồng em sinh được 3 cháu nhưng toàn con gái. Bây giờ anh ấy về là anh ấy nhất định không chịu đi khám để hai vợ chồng tìm cách giải quyết, mà một mực là đi muốn đẻ con trai với người khác, nên là em rất là băn khoăn không biết là đồng ý hay là không. Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn xem là bây giờ mình nên là làm như thế nào nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời anh. Chào em. Dạ vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Thì cháu đầu thì đến lúc
sinh ra thì nó không bú được. Đi xuống bệnh viện đa khoa của huyện khám thì mới biết là nó bị hở hàm ếch trong. Rồi. Thế là em nuôi cháu thì nó không bú được thì em phải bón từng thìa một ấy. Rồi. Thì nuôi được gần 3 tháng thì cháu nó bỏ nó đi. Bây giờ thì sức khỏe của cháu làm sao? Sức khỏe của cháu thì yếu ạ. Nó bị bại lão liệt co cứng ạ. Thế hả? Mà đi chụp cộng hưởng từ thì bảo là bị teo lão. Nên là không có cách can thiệp giải quyết được. Rồi. Nếu như một trường hợp đầu ấy thì thôi có thể là cho rằng là nó ngẫu nhiên. Cái đợt đấy là do mình ốm, rồi do mình cúm, rồi trong lúc mình mang thai mình có chuyện này chuyện khác mình không lưu tâm để ý, rồi sơ suất xảy ra là trường hợp cháu nó bị khiếm khuyết. Nhưng mà ba lần mà có hai lần như thế này ấy thì mình cũng phải giật mình tí. Mình ở đây cái chuyện khoan đang đề cập đến chuyện là con trai con gái, mình đề cập chuyện là các cháu sinh ra có khỏe mạnh lành lặn hay không. Thứ nhất là cùng vợ chồng cùng nhau nhìn lại xem rằng là ông nội cháu này hay là ông ngoại này hay là bố cháu này ngày xưa có liên quan gì đến cái gì mà di chứng chất độc da cam không, có đi bộ đội hay là thanh niên xung phong ở cái vùng mà nó có những cái ảnh hưởng của chất độc da cam, rồi nó nằm ở trong cái gen của người mình, các ông thì vẫn khỏe, bố vẫn khỏe, nhưng mà rồi dẫn tới trường hợp là khi sinh ra các con các cháu thì lại không khỏe như thế này, thử xem sao. Thế rồi là kiểm tra về sức khỏe tất cả các thứ của hai vợ chồng. Đề phòng cái trường hợp thế này này, có cố sinh đứa thứ tư thì ngộ nhỡ là bị thế. Hoặc là nếu cái chuyện ấy mà nó liên quan bố cháu có đi quan hệ với những người khác rồi ngộ nhỡ cũng lại cho những trường hợp giống như thế thì làm sao. Bây giờ thì mình phải sống và làm việc rồi các thứ phải theo khoa học. Y học khoa học hiện nay nó phát triển sao mình cũng biết tận dụng mà cứ đâm đầu đổ đuôi nghĩ đến chuyện là con trai. Cứ giả sử như anh cứ đi anh quan hệ với người nọ kia hy vọng đứa con trai, nhưng mà có dùng thì ra trai chẳng ra trai, gái không ra gái, hoặc là lại dị tật nữa thì phải khổ không. Cho nên là vợ chồng bàn nhau nói chuyện đi, hai đứa rồi là chắc là có thể có những chuyện nguyên nhân nào đó để mình mà ngăn ngừa mình lường trước đúng không? Thế nhưng mà chắc chắn em có hỏi rằng là bây giờ bố nó lại cứ đòi đi ngủ với người khác để có con trai mà có đồng ý hay không thì chắc chắn là chẳng ai đồng ý. Anh cũng chả dám khuyên là cứ để cho anh đi có con trai, mà chắc em thì cũng chẳng đồng ý, chứ nếu đồng ý thì đã đồng ý rồi đúng không? Bây giờ mà lại còn vợ nọ con kia thì thứ nhất là cũng vi phạm pháp luật, thứ hai nữa là khó thể chấp nhận đâu, cả về mặt tâm lý tình cảm cũng như về mặt đạo lý. Cho nên là mình không phải chỉ ngồi nói chuyện với anh ấy mà phải nói chuyện với cả gia đình và cùng nhiều những biện pháp có thể phối hợp lại, và đặc biệt thì là vấn đề vợ chồng cùng đi kiểm tra sức khỏe nhé. Thế là trong thời gian vừa qua thì anh ấy về xong anh ấy đi vào nhà cái cô gái mà anh ấy muốn em đồng ý để anh ấy lấy vợ hai đấy. Rồi khi về thì thái độ của anh ấy khác, thế là rồi là trong cái cuộc sống phát sinh ra nhiều vấn đề, hai vợ chồng em đưa đơn ra tòa. Anh ấy cũng đồng ý. Rồi. Xong đến lúc em xin ra bằng nhà ngoại, hôm trước hôm sau thì em về em thì anh cho em xin lỗi lông lỗi, rồi là em thương con thì thương anh thì cho em quay lại, nhưng mà bây giờ thì anh ấy bảo là khi đi rồi thì sẽ không bao giờ được quay trở lại nữa. Thứ nhất là về mặt nguyên tắc là vợ chồng em vẫn là vợ chồng, nhà của vợ chồng, nhà của chồng là nhà của vợ, em đã từng ở đâu thì sẽ về đấy. Về mặt luật pháp, không ai có quyền đuổi em và con ra khỏi nhà. Không, em không phải xin với sò gì cả. Nhà này là nhà của vợ của chồng, sống với nhau 10 năm nay, bàn tay cùng nhau xây dựng nên. Thế và cái thứ hai nữa là cái chuyện là vợ chồng có giằn dỗi nhau rồi là bỏ đi một ngày, cái thứ chuyện nó cũng bình thường. Thế còn thì người chồng mà đã có âm mưu ý đồ rằng là về sẽ lấy vợ hai, thế trong nhân cái vụ này mà ly dị vợ để mà để với cô. Hiện nay hai mẹ con đã về lại nhà chưa hay vẫn ở bên nhà ngoài? Ở bên nhà ngoài anh ạ. Cả ba mẹ con hả? Cả bé lớn hả? Không ạ, hai mẹ con. Tức là em với cái con bé 4 tuổi, còn cái đứa 6 tuổi thì ở với này bên nội. Hoàn cảnh gia đình thì em thì không có công ăn việc làm, còn con bé con thì nó lại bệnh tật ý. Đa số thì là bà lội 600, em ở nhà em đi xách vữa để làm ở quanh nhà. Thế bây giờ mà em mang nó về bên này,
em bỏ nó lại rất thương. Nhưng mà em mang nó về thì sẽ là gánh nặng cho gia đình bên ngoại. Em sẽ phải ở lại chăm nó thì không ai đi. Rồi rồi, anh hiểu rồi. Cho nên là cái cháu bé mà nó yếu đau bệnh tật thì vẫn là bên nội nuôi. Em chỉ đưa cái con bé 6 tuổi thôi. Em ơi, em hãy mềm dẻo một chút, lúc này chưa ra tòa được, vợ chồng còn vẫn là vợ chồng, mình về mình nói chuyện cả với lại ông bà nội cũng như là bố nó rằng là trước sau đâu có đó, nếu vợ chồng không ở được với nhau thì lúc ra tòa ly hôn rồi tính sau, của hiện giờ cho em về đây, và đây là nhà này, vợ chồng ăn ở với nhau 10 năm nay, em cũng cần chăm sóc cái con bé kia vân vân. À, không để ở lì ở bên nhà ngoại nhá. Đấy là cái phải mềm dẻo. Còn cái chuyện mà ra tòa ly hôn ấy, nếu mà hai lần hòa giải mà rồi không thành công ấy, rồi tòa người ta cũng giải quyết đấy. Bởi vì nếu như mình không động viên được một lần thứ hai hòa giải mà anh vẫn kiên quyết không, rồi người ta xét thấy rằng là gia đình cuộc hôn nhân này kéo dài bất lợi cho cả ba bốn phía, là người ta cũng cứ quyết định, bởi vì theo đúng trình tự rồi. Chúng tôi cũng hòa giải hai lần mà không thành công thì phải ly hôn, mà đặc biệt là đơn của mình lại cả hai bên cùng thuận tình, còn rất là trẻ, mình lại phải lo lắng giữ gìn sức khỏe rồi làm rồi ăn, rồi có thể biết đâu lại có cơ hội khác lại còn tốt đẹp hơn. Thế còn thì lúc này là mình cứ còng lưng ra mình chiến đấu có khi rất là mệt mỏi nhé. Dạ, em cảm ơn lời khuyên của anh ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Vâng ạ, câu hỏi của em về chuyện tình cảm ạ. Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi ạ. Bây giờ anh ấy đòi hỏi em chuyện đấy nhưng mà em không cho. Từ khi anh đòi hỏi chuyện đấy cho nên chúng em không giãn dần cái mối cách yêu nhau. Thì bây giờ em anh ấy đòi hỏi nhiều quá, em quyết định chia tay. Bây giờ chương trình cho em một lời khuyên là cho anh ấy để có anh ấy hay là chia tay ạ? Vâng, vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời anh ạ. Em mới yêu 2 năm rồi hả? Vâng ạ. Ừ. Gần đây nảy ra cái tính là hay đòi, hay là trong quá trình 2 năm cũng có lúc gạ gạ gẫm gẫm rồi? Không ạ, gần đây ạ. Ừ, còn trước là nghiêm chỉnh lắm đúng không? Vâng, trước bọn em vẫn học cấp 3 cho nên... À. Vâng. Thế bây giờ thì tốt nghiệp cấp 3 chưa? Thì anh ấy hay đòi hỏi ạ. À thế ạ. Thường thường những lúc anh đòi hỏi là những lúc như thế nào? Đến nhà chơi... Bọn em ở bên nhau, đi chơi cùng nhau hoặc gần nhau ạ. Ừ. Thế xong là thấy phát hiện là đòi nữa là lần sau là cảnh giác từ xa, không đi chơi, không ngồi gần. Vâng, em ít đi chơi, ít ngồi gần, và em đã nói rất khéo léo với anh ấy nhưng mà anh ấy cứ đòi hỏi cho nên... Em nói thế nào, em nói thử để biết, em chia sẻ với các bạn gái bảo, khác. Yêu nhau thì phải biết giữ cho nhau, chờ học xong rồi lấy nhau thì muốn gì cũng, nhưng mà giờ đang học cho nên không thể như thế được ạ. Ừ, nói như thế cũng đúng rồi đấy nhưng mà nó cũng hơi cứng tí nhỉ. Lúc người ta đang rất là gần gũi, đang rất muốn gì đấy mà nào nghe như cô giáo đấy, nào cứ thi tốt nghiệp đi tốt rồi cô thưởng kiểu nó cũng không hay đúng không. Có thể có những cái khéo léo hơn, mình nói rằng là thật ra thì cái cũng biết rằng là yêu nhau quý nhau mà gần gũi thì cũng nảy sinh tình cảm, nhiều lúc em cũng có những cái suy nghĩ như thế. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng còn đang học, em rất là sợ chuyện nọ chuyện kia, nếu mà xảy ra sớm thì nó không có cái hạnh phúc tương lai lâu dài. Chứ còn thì anh đừng nghĩ là chỉ có mình anh thích, em cũng thích, nhiều lúc cũng thế nọ thế kia, nhưng em cũng phải kiềm chế. Con gái của em còn yếu đuối hơn mà em còn kiềm chế được anh này. Thế xong lúc ấy việc khác, tức là nhẹ nhàng không cho mà nó vẫn không cảm thấy bực bội quá mức đó, thì mới là cái cách. Chứ còn đứng phát dậy nói rằng là nếu thế thì chia tay vân vân thì cũng không phải là đúng. Thế còn ban nãy em có nói là cái gì nhỉ? Chia tay để bảo toàn cái đó hay là cho đi để được tình yêu đúng không? Thứ nhất là thế này này, cho cũng chưa chắc đã bảo toàn là tình yêu.
Cái việc đòi hỏi tình dục không nhất thiết đấy là biểu hiện của cái tình yêu cao độ ở lứa tuổi thanh niên. Đôi lúc vì tò mò có bạn gái, phần lớn là có bạn trai, ao ước ở trong lòng là được khám phá thử xem nó ra làm sao. Đấy là vì tò mò, vì những cái thôi thúc của nội tiết ở trong cơ thể nó làm cho bức xúc, cần mong muốn được giải tỏa, chứ không phải là đấy là tình yêu đỉnh cao. Có những đôi gìn giữ nhau cho nhau được 2 năm thì duy trì tình yêu đẹp, mà chỉ sau đấy thì nghĩ rằng là thế thì cho nhau, thế rồi cuối cùng thì cho nhau vài lần thì chia tay nhau thực sự, đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất là thế này này, tình yêu đã gìn giữ được từ những tháng ngày đẹp nhất ở trường cấp 3. Bây giờ không có lý do gì vì cái này mà mình có thể chia tay nhau khi cả hai còn tình cảm. Hãy khéo léo ứng xử hơn, một bữa nào đấy nói chuyện thực sự để làm sao để bạn hết sức thông cảm, lần sau đừng đẩy mình vào tình thế khó khăn mà phải từ chối. Thế còn thì cũng nếu như mà anh ấy có những cái, tức là mình đã nói phân tích hết mọi nhẽ mà vẫn có hành động vũ phu mà đòi hỏi đấy bằng được ấy mà, vâng, thì mình cũng phải có những cái cứng rắn nhất định. Thế còn nếu mà cái người nào sẵn sàng chia tay, sẵn sàng bỏ mình vì chỉ vì mình không cho, thì nghĩa là anh cũng chả quý trọng gì cái tình yêu của mình, mà chỉ quý cái kia thôi, không cho thì lại đi tìm chỗ khác chẳng hạn, thế thì cái mối quan hệ có mất cũng không tiếc lắm, đúng không? Anh ấy hay có cái kiểu so bì là người ta mới yêu nhau đã cho nhau, đằng này mình yêu nhau 2 năm rồi không tin nhau, không cho được nhau. Nói với anh rằng là thế thì anh ơi, thế anh đi tìm cái cô nào mà không cần phải yêu nhau 2 năm mà chỉ gặp một lúc cô cho luôn đi. Vâng, cũng có lúc em nói như thế vui, anh ấy lại cười. Phải làm những cái câu nói, những cái câu gì mà để người ta cười, chứ đừng nóng bừng phừng mà bỏ về. Bảo anh đừng so sánh như thế. Cái yêu nhau khác, thế còn cái tình cho không biếu không á, anh có thể ra đường anh gặp một người nào đấy có khi hỏi người ta cho cái đó, nhưng mà chẳng có tí tình cảm gì, anh có muốn được yêu hay là chỉ muốn cái chuyện nọ chuyện kia đấy, nó phải lái sang cái chuyện thế nhỉ, đừng để anh ấy đẩy mình vào cái thế bi động. Nhưng mà anh ơi, nếu mà anh ý kiểu như là đòi hỏi mà có người yêu, anh nghĩ cái kiểu là có người yêu cũng như không ấy, anh ấy cứ đòi bằng được thì em phải làm thế nào ạ? Cái này thì không, anh không thể nói là cho đi hay là không cho đi. Em là người quyết định cuối cùng. Nếu như yêu nhau tới mức mà không bỏ nhau được, và thật ra cũng có lúc mình cũng nghĩ đến cái đó, không chỉ anh ấy thèm mà mình cũng muốn, thì phải bàn, phải chuẩn bị tư tưởng tinh thần, đọc sách báo và trang bị cho mình kiến thức để phòng tránh thai và phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nhá. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Quảng Ninh. Alo. Alo, Quảng Ninh nghe ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy? Em thì hôm nay em 25 tuổi. Vâng. Em có quen một cô là Thái Bình đấy. Có nghĩa là hai... bọn em là cũng sinh ra từ Thái Bình, mà bây giờ thì em đi làm ở Quảng Ninh mà. Vâng. Trước ở nhà quen nhau, nhưng mà thời gian này thì em có được số điện thoại của cô ấy mà. Vâng. Thì em cũng gọi điện cũng qua lại. Còn ở hơn tháng ở đây thì em có chuyện về gọi là yêu ấy mà. Vâng. Vâng, thì là em nói về cái vấn đề đấy thì cô ta không nói năng gì, mà hiện tại bây giờ là cô ấy đang đó còn học ạ. Vâng. Học đại học mà, học vâng. Đại học ở trên Thái Nguyên ấy. Vâng, chắc là năm thứ mấy rồi ạ? Năm đầu ạ. Vâng, rồi sao nữa? Thì là em ngỏ lời yêu như thế, nhưng mà cô ta này không có câu trả lời ạ. Thì mỗi khi em gọi điện thì cô ta mới nghe máy, hoặc nhắn tin thì cô ta nhắn lại thôi, còn bình thường cô không nhắn lại. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng, dạ vâng ạ. Anh ạ. Thế thì thật ra thế này, hoàn cảnh rất khác nhau. Điều kiện gần gũi để mà chăm sóc nhau hàng ngày không có. Cô ấy bây giờ lo lắng chuyện học tập, rồi có rất nhiều mối quan hệ cùng trường, chắc các bạn trai cũng không thiếu. Mình có rất nhiều những cái điểm yếu, tức là thứ nhất cự ly, thứ nhì cường độ. Cự ly thì mình xa, cường độ thì yếu. Muốn rủ cô đi chơi hoặc ngồi uống cà phê tâm sự chuyện trò mà chuyện tương lai chẳng hạn thì lại không có điều kiện. Thế là chỉ có gọi điện thoại với nhắn tin. Cái đấy nuôi dưỡng tình yêu nó mệt lắm. Khi mà người ta yêu nhau thắm thiết rồi thì thôi, xa nhau ta nhớ nhung thì điện thoại với lại nhắn tin còn được. Còn đây mình đang ở giai đoạn mà phải chinh phục tình yêu, mà
chỉ có điện thoại, tức là tình yêu viễn thông thì hơi khó khăn. Vì vậy cô ấy lưỡng lự một phần, không phải là vì cô không yêu em mà cô cũng chưa cảm nhận thấy tình yêu. Trong khi thì cô còn có nhiều có mối quan hệ khác, nhiều những cái điều để mà quan tâm hơn. Bây giờ là có mấy phương án này. Phương án thứ nhất là tiếp tục chiến đấu nhưng mà phải tăng cường tích cực hơn, cũng không vội vã thúc giục là đấy hôm nọ anh tỏ tình thấy em im thế nghĩa là thế nào, trả lời anh đi chứ, thì thành ra lại cũng khó khăn cho cô vì chưa có thể trả lời được. Hai là nếu như mà thấy cô cứ im lặng rồi cũng có vẻ uể oải, mình nhắn tin thì cô ấy buộc lòng phải nhắn tin trả lại, hoặc là mình gọi điện thì chẳng lẽ cô lại không trả lời, mà mình cảm thấy thực ra nó cũng cứ nhàn nhạt thế nào ấy. Dạ đúng rồi đấy. Ừ thế thì mình cũng xem xét lại đi. Thế thì nếu như cân nhắc thấy rằng là thật ra thì đúng là chưa có cái gì chung nhau nhiều lắm, hoàn cảnh cũng khác nhau, môi trường khác nhau, xa cách như thế. Thế nhưng mà trên đời cũng có nhiều những cái đối tượng khác, mối quan hệ khác, mà biết đâu ngay ở gần chỗ em có cô nọ cô kia thích mình mà mình lại còn không thèm để ý. Thế thì nếu thấy rằng là dừng lại là vừa thì mình dừng lại cũng là cái thông minh để mình chuyển hướng, để mình còn thế nọ thế kia. Cuộc sống của mình có phải đâu chỉ có mỗi chuyện yêu đương, phải không em? Con trai đàn ông là phải lo kiếm tiền rồi cũng sao công việc nó ổn định rồi cũng tích góp tiền để sau này cưới vợ làm cái nhà giúp bố mẹ ở nhà vân vân, chứ đâu phải mỗi cái chuyện này. Cho nên cân nhắc nếu thấy dừng thì cũng chưa sao lắm, mình cũng chẳng phải đến nỗi vật vã tổn thương thì nên dừng lại. Và có thể lần sau nói chuyện với cô thì cũng có thể nói chuyện bình thường. Anh cũng biết rằng là giữa anh em mình nó cũng khó có thể có những cái gì đấy tiến triển được, nhưng mà anh vẫn cứ coi em như cô em gái hay như một người đồng hương hay gì đấy chẳng hạn. Cảm ơn câu trả lời của anh Thiên Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là có một tình yêu đẹp sẽ đến với bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Tuyên Quang. Dạ vâng, em muốn hỏi là năm nay em 37 tuổi và chồng em năm nay 54 tuổi. Nhưng mà hai vợ chồng em mặc dù sinh là cái tuổi tác nhưng mà chúng em vẫn hòa hợp trong chuyện chăm mối vợ chồng lắm. Không có gì là gọi là không hài lòng về chồng, tất cả trong những lĩnh vực chăm mối cả. Đấy, thế nhưng mà chỉ có một điều là chồng em ấy là anh rất chi là lười vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân ở đây có nghĩa là anh không bao giờ chịu đánh răng trước khi đi ngủ cả. Khi vợ chồng sinh hoạt với nhau hay là ở bên nhau, chắc chắn là phải có những cái sự ân ái này kia các thứ thì đều phải giữ vệ sinh rất là sạch sẽ. Nhưng mà em không bao giờ thấy chồng em làm được việc đó. Và chính cái điều đó nó làm ngăn cản cái sự mà gần gũi giữa em và chồng. Vâng, và vậy đây... thì bạn đã góp ý với anh ấy chưa ạ? Đã có. Em đã có góp ý kể cả nặng bình thường, lúc nhẹ nhàng nhất cho đến những lúc mà có thể là nặng nhất là em đã có thể là từ chối cái cuộc yêu đó bởi vì cái sự cản trở đó. Thế nhưng mà em đã dùng cả những biện pháp là ngủ riêng phòng, và tới nay em đã ngủ riêng phòng 2 năm nay rồi. Và rất ít quan hệ với chồng, mỗi lần quan hệ gần như là điều bắt buộc thôi ạ. Thì em muốn chuyên gia hỏi em phải dùng biện pháp nào để em có thể cải thiện được tình trạng này ạ? Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ có những cái lời khuyên dành cho bạn xem là có cái cách nào để có thể là giúp cho anh chồng của bạn thay đổi được thói quen sinh hoạt như thế không nhá. Chào em. Dạ vâng, em chào chị. Nghe em nói lúc đầu là rất là hòa hợp về chăn gối. Các chị cũng thấy đấy là rất là mừng cho em. Nhưng mà trên thực tế thì cái hòa hợp ấy có lẽ nó cũng lại mới chỉ ở một khía cạnh thôi. Thế còn một cái góc độ nào đó nó cũng vẫn có những cái mà mình chưa thật sự hài lòng về nhau, cho nên là chắc nó cũng sẽ ảnh hưởng như em nói đấy đến đến cái chất lượng của cái cuộc yêu. Cái việc này thì nó đã lâu chưa hay là từ lúc lấy nhau nó đã như thế rồi em? Có nghĩa là trước đây thì anh có thể là đỡ hơn ạ. Có thể là trước đây anh là tầm 50 tuổi trở lại ạ. Thì anh có thể là trước khi đi ngủ thì anh có thể là vệ sinh cá nhân. Nhưng bây giờ như là anh càng nhiều tuổi thì anh càng chẳng để ý đến bản thân mình ấy ạ. Có nghĩa là anh không để ý cảm giác là nếu mà anh như vậy thì em sẽ cảm giác như thế nào. Có nghĩa là anh kệ thôi. Nếu mà hôm nào mà
em nói thì anh dậy đi, anh làm theo kiểu chống đối thôi. Thế nếu mà trong cuộc sống, nếu như một lần hai lần như thế em còn có thể chấp nhận, nhưng mà nhiều lần như thế thì em có cảm giác là ồn, lại phải bảo là thế có lúc nào cũng chẳng nhẽ phải chủ động là hôm nay sinh hoạt với vợ hay là thế này thế kia mà lại xui là anh đi đánh răng đi à, bảo ăn sáng thì đánh răng từ sáng cho đến qua trưa, ăn bữa sáng xong qua trưa chiều uống rượu uống bia giao lưu mọi người nọ người kia suốt như thế cho đến khi tối cả một ngày như thế. Chị bảo là em không phải là quá là kỹ càng trong cái việc mà đòi hỏi cái này kia, nhưng mà em thấy cái sự cản trở trong cái sự mà nó không được sạch sẽ ạ, nó làm cho bản thân mình cảm thấy nó không thể nào mà nó có cái cảm giác được. Nó cũng có những cái ức chế nhất định em nhỉ. Em có nói là hai vợ chồng em là chênh nhau 17 tuổi. Dạ vâng. Thế thì năm nay em mới có 37 tuổi thôi. Chồng và và hình dung một người phụ nữ 37 tuổi thì vẫn rất là trẻ trung, rất là khỏe mạnh. Trong khi đấy thì chồng em đã 54 tuổi. Cho nên là ở một góc độ nào đó, em thì em nói là vẫn hòa hợp, vẫn không có vấn đề gì cả. Em có để ý thấy là bản thân chồng mình có một cái mặc cảm gì không, có một cái suy nghĩ gì liên quan đến cái tuổi tác của anh ấy không? Cái việc này thì em khẳng định với chị là không có. Bởi vì là em hiểu rõ chồng em nhất, chồng em là một người không được chỉn chu trong cái cách mà ăn mặc hay là trong cái cách mà mình phải giữ gìn vệ sinh thế nào. Hay là mình phải thơm tho, mình phải như thế nào. Cái điều đó là anh ấy là người rất kém trong lĩnh vực này ạ. Có thể em phải cho là anh là một người luộm thuộm. Có nghĩa là nếu mà đi đâu đó em phải sắm cho anh phải sắp sẵn lại đây này, anh mặc cái quần áo này. Đúng là kiểu gọi là nâng khăn sửa túi đấy, đúng không? Vâng, em cũng không đến mức như thế. Nhưng tại vì em nghĩ là nếu như em không làm được việc đó thì anh ấy sẽ mặc rất là bình thường, hoặc là thậm chí là không được ưng ý đến cái nơi đó, chị biết rồi đấy. Bây giờ đi ra ngoài người ta chẳng biết là anh tính nhiều tiền ít tiền, anh chỉ biết là nếu anh ta quá loang vàng thì sẽ bị người khác coi thường. Mà coi thường chính là coi thường em. Vì thế nên là nhiều khi em thì luôn luôn là người muốn chỉnh chu, anh thì không chỉnh chu. Khi mình lấy nhau đã cách đây lâu chưa? Em lấy nhau năm nay là 10, cũng là tương đối 16 năm rồi ạ. 16 năm rồi, thế tức là lúc bấy giờ anh ấy cũng vẫn trẻ trung lắm. Con lớn chưa? Con em một cháu đi học đại học, và một cháu năm nay vào cấp 3. Một cháu đi học đại học là con của anh ạ. Em là người vợ thứ hai ạ. Mình là một cô gái rất ít tuổi, hình dung lúc ấy mình mới có ngoài 20 thôi. Mình lấy một người chồng đã có con. Thì cũng phải hình dung một chút, tưởng tượng một chút để xem là vào lúc bấy giờ có lẽ là anh ấy cũng hấp dẫn lắm chứ nhỉ. Đó, thế cho nên là mình đã yêu, đã lấy, và thời gian nó cũng không ngắn nữa, hơn 20 năm rồi em ạ. Thế thì chị thấy là như này, em có nói là khoảng từ 50 tuổi đổ đi anh ấy mới thế, chứ còn trước anh ấy cũng không đến nỗi như thế. Thì đến một cái lứa tuổi nào đó, người ta cũng sẽ có những cái nó thay đổi về mặt tâm lý, cả về sinh lý, cả về tâm lý. Và một góc độ nào đó thì em thì vẫn trẻ trung, nhưng mà anh ý cũng đã có thể nghĩ là mình cũng đã qua 50 tuổi rồi, mình cũng đã đến một cái tuổi mà không còn phải nỗ lực gì lắm nữa em ạ. Đấy, mà không phải chỉ riêng trong việc này đâu. Đôi khi ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Thì đến một cái tuổi mà người ta gọi là vượt qua cái ngưỡng 50, ngoài 50, và thậm chí có những người thì kéo dài hơn một chút là đến gần 60, người ta cũng nghĩ là tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi mà, kể cả trong công việc, trong ứng xử, trong mọi thứ, và bây giờ tôi muốn được tự nhiên như chính là tôi thôi. Tôi chả phải chịu một cái sự gọi là phải uốn nắn căn chỉnh bởi ai hết. Em ạ. Thế nhưng mà cuộc sống của mình thì nếu cứ như thế nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên là có thể mình cũng vẫn căn, vẫn chỉnh, vẫn nắn. Nhưng mà cái căn chỉnh mà nắn ấy, nếu cứ làm cho người ta hiểu rằng là mình là người có quyền và mình được đòi hỏi,
thì cái việc chấp hành sẽ khó hơn rất nhiều, là một cách đề nghị nó hòa bình và hữu nghị hơn. Và có thể pha cái màu sắc nó hơi lãng mạn, nó hơi vui vẻ, nó hơi tình cảm em ạ. Thì thì cũng bởi vì cái như em nói là em không phàn nàn gì về về chất lượng của quan hệ tình dục thực sự, phải không? Cái đấy cực kỳ quan trọng mà em. Ở đây không còn là một cái anh chàng trẻ trẻ nữa để mà mình nói rằng anh phải thế này, anh phải thế kia, mà chị muốn nói là anh ấy đã ngoài 50. Và anh ta có thể nghĩ rằng là mình đã đến một cái tuổi mà không muốn được, không muốn còn phải bị căn chỉnh nữa mà em. Vâng. Đấy, thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào em. Vâng. Còn nếu mình lại thấy rằng là cái việc trục trặc này hoàn toàn là do lỗi ở anh, em không có tí trách nhiệm gì ở đây, và em cũng không lo lắng cho sự trục trặc này, thì lại là một chuyện khác. Vâng. Em hình dung không? Chắc là em hiểu ý chị nói. Và chính vì vậy chị chỉ là người trao đổi thôi, và em sẽ là người quyết định để xử lý vấn đề này như thế nào. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chào bạn. Dạ vâng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thụy Mùi. Alo. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi chương trình giúp em là vợ chồng em ấy trục trặc một tháng nay, hơn một tháng nay ấy. Và bây giờ em đang có em bé mà cứ bị stress nó nặng như thế này ấy. Em nghĩ nhiều ấy, sợ là ảnh hưởng đến con ấy. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ chia sẻ và sẽ cho bạn những cái lời khuyên nhé, để làm sao cho cái tâm trạng của mình sẽ được vui vẻ, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh bạn nhé. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Có mang được bao nhiêu lâu rồi em? Em có em bé được 5 tháng rồi chị ạ. 5 tháng rồi. Đi khám thường xuyên chứ hả? Em đi khám thường xuyên chị ạ. Thế bác sĩ kết luận như nào? Thai phát triển bình thường? Thai thì phát triển bình thường. Khi mà hôm em đi kiểm tra thì hôm 19 tuần thì là thai nhi được 400g chị ạ. Rồi. Vâng. Thì bác sĩ bảo là thế là phát triển bình thường. Đấy. Nhưng mà hơn một tháng nay em bị tâm lý do gia đình ấy. Do chồng em ấy. Cụ thể là như thế nào em? Cụ thể là như thế nào? Chồng em không, kiểu là từ trước đến giờ thì chẳng bao giờ như thế, nhưng mà hơn một năm nay anh ấy sa ngã và chơi bời cờ bạc ấy. Thì em cũng nói rất là nhiều rồi, thì là vợ chồng đã thôi rồi, nhưng đến đầu vừa năm vừa rồi ấy, anh lại tiếp tục chơi ấy, thì em cũng còn nói thì tức là anh bây giờ anh đi làm thì anh không đưa tiền về cho gia đình, nhưng mà để lo cho mẹ con em với là lo để trang công trả lỡ ấy. Bây giờ anh có được bao nhiêu tiền thì anh ấy gửi về cho bố mẹ chồng em ở quê. Anh cứ nói em là bây giờ cuộc sống của em thì em tự lo lấy. Ngày xưa các cụ ăn cơm do đi làm nên cũng đẻ con ra vẫn bình thường. Bây giờ cứ phải thế nọ thế kia làm cái gì. Anh ấy cứ nói thế, nhưng mà anh cũng nói em là người phụ nữ không biết thu vén cho gia đình ấy. Mà trong khi đó thì em đi làm nhà nước cả ngày về, xong lại còn việc nhà nữa, làm việc ngoài nữa ấy. Rất là nhiều, lại còn bây giờ một nách hai, sắp hai đứa nữa. Thì bây giờ nó rất là vất vả đối với em mà. Em mua mảnh đất ở bây giờ ấy thì lại hai bàn tay trắng. Thì ông bà ngoại thế là em vay tiền qua lương ấy. Thì là để trả, vì bây giờ lương của em thì ngân hàng đến đâu thì là nó cắt đi rồi, thì chỉ còn có trông chờ vào làm ngoài thôi. Mà bây giờ chồng lại như thế, không tâm lý thì dẫn đến là em bị stress nghĩ nhiều quá ấy. Em không chịu được nổi ấy, thì rồi, em sợ rồi. Là ảnh hưởng đến cái thai ấy. Vâng. Mà em cũng nói nhỏ nhẹ rất là nhiều rồi, nhưng anh ấy cũng chỉ nghe lời bố mẹ anh ấy, bố mẹ chồng thôi. Và vừa rồi bố mẹ chồng em còn nói là bỏ thì nếu mà vợ chồng bỏ nhau thì bỏ ở đâu cũng được. Tức là ông bà muốn em là giải quyết ở trên Mộc Châu này thôi, ở trên Sơn La này thôi, chứ không muốn đưa về quê để giải quyết ở quê. Có ý định ý rồi hả em? Bố mẹ chồng em đã nói như thế, nhưng mà vợ chồng em thì em vẫn cứ bình thường thôi, em không có ý định gì cả. Nhưng mà chồng em ấy càng ngày càng quá đáng ấy. Bây giờ anh còn bảo em là từ nay đi đừng có gọi điện nhiều cho anh ấy, mà đừng có bao giờ hỏi đến chuyện tiền nong nữa. Thế hiện nay thì anh ấy ở đâu? Hiện nay anh ở đâu? Nhà em thì làm ở ngoài Quảng Ninh ấy anh chị ạ. Vâng.
chồng một nơi, vợ một nơi thì em cũng bảo là ở Sơn La này thì thiếu gì việc làm, mà chỗ trên nhà em thì kinh tế là phát triển lắm chị ạ, ở Mộc Châu ấy. Không thiếu gì việc làm cả, nhưng bảo anh như thế anh không về, anh cứ cương quyết anh làm xa. Anh không ở nhà. Các em lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau lâu chưa? Em lấy nhau được 8 năm rồi chị ạ. Lấy nhau 8 năm rồi. Và từ lúc lấy nhau là anh ấy vẫn cứ làm xa như thế? Chỗ làm thì từ trước rồi thì anh ấy làm ở Mộc Châu, làm ở chỗ bọn em một thời gian rồi. Thế là trong 3-4 năm anh ấy làm ở đây thì kiểu là anh ấy cũng cứ hay cho người ta nợ nần ấy. Và thế đâm ra là bây giờ nhà em vỡ nợ ở cái chỗ đấy. Bây giờ đòi thì không đòi được. Thế rồi. Bây giờ nhà em đã phải bán toàn bộ gia nghiệp để đi trả nợ rồi. Rồi. Bây giờ trả xong rồi thì... thì là bây giờ là vợ chồng lại dồn tiền mà mua mảnh đất chỗ khác để ở. Thế nhưng mà bây giờ vợ chồng cứ như thế này nó cũng khó ra chị ạ. Bởi vì là em thì bây giờ đi làm nhà nước rồi đã mệt rồi, về lại còn con cái này, còn gia đình này, còn kinh tế lo như thế này. Thế ông bà nội thì ở đâu? Ông bà nội nhà em ở Thái Bình chị ạ. Tức là hai em thì ở hai quê khác nhau và mình gặp nhau ở Mộc Châu. Sau đó mình lấy nhau. Vợ chồng em thì yêu nhau từ thời sinh viên cơ. Vâng, ngày xưa thì ông bà nội cũng không đồng ý là cho chồng em lấy nhau đâu. Nhưng mà thôi thì em cũng nghĩ là thôi thì anh ấy là người tử tế hiền lành ấy thì thì lấy nhau về thì vun vén và làm ăn thì mình không phải đau đầu suy nghĩ gì. Em cứ nghĩ thế thì em mới lấy nhà em, nhưng mà bây giờ lấy về lại đổ đốn như thế này ấy chị. Bây giờ mình lại phải tính này, mọi việc nó không phải ngày 1, ngày 2 mà có thể là thay đổi được một cái gì. Thế cho nên là vợ chồng đã có những cái quãng thời gian mà như em mô tả, chị thấy là rất là tốt đẹp và hạnh phúc. Thế rồi nó cũng có một cái quãng thời gian làm ăn nó không may. Thế nhưng mà đến bây giờ thì em cũng đã vay tiền cho anh ấy rồi, anh cũng đã lại gửi tiền về. Thì như thế có thể thấy rằng là mọi cái nó cũng đang tiến triển theo một cái hướng mà nó cũng không đến nỗi là bi quan lắm. Cái cơ bản nhất hiện nay chính là ở chỗ em đương mang thai, em mệt mỏi này, em vừa đi làm, em lại phải làm thêm này. Nhưng mà hình như chồng không thông cảm lắm cho mình trong chuyện này. Và chính vì thế làm cho mình rất mệt mỏi và thậm chí em lo là stress sẽ làm cho ảnh hưởng đến con. Nếu mình đã lo là cái stress làm ảnh hưởng đến con thì điều đầu tiên mình phải làm đó là giữ cho tâm lý của mình ổn định. Mà muốn giữ cho tâm lý của mình ổn định thì mình phải biết là coi cái điều gì là quan trọng và cái điều gì là thứ yếu. Em ạ. Thế thì hiện nay có lẽ sức khỏe của em bé và của em là quan trọng nhất, đúng không? Vậy nếu mình lấy cái mục tiêu là quan trọng nhất thì mình sẽ tập trung vào cái đó thôi. Nếu như mình đương đi làm và mình làm thêm, mình thấy mệt mỏi quá, có thể mình sẽ phải bớt việc đi. Bớt việc đi, nhưng mà mình đương nợ thì như thế nào? Mình sẽ phải tính đến việc là giãn nợ. Bởi vì không ai người ta lại bắt mình là cứ ngay lập tức phải giãn nợ. Bởi vì hoàn cảnh của mình nó đang như thế. Thế còn một cái khía cạnh là mình rất mong là chồng quan tâm và để ý đến mình. Nhưng hiện tại thì anh ấy đương có một vấn đề gì đó về mặt tâm lý. Mà ở các em nó có một cái nó hơi khó khăn là các em ở xa nhau quá. Vì thế thì nếu mình cứ mong và không được thì mình rất là stress. Vậy bây giờ hãy tạm thời coi là cái chuyện này mình nó không nằm trong tầm tay của mình và mình không quyết định được em ạ. Thì việc mình thỉnh thoảng mình nhắc là đấy, nó cũng đương khó khăn đấy, thì bố mày có ấy không thì gửi cho em một ít tiền, và cũng không phải nói cái gì nó dài dòng. Có thì rất là tốt, và không có thì mình cũng lại nghĩ là nếu không thì tôi đi vay. Tôi vay, nhưng mà cái cơ bản nhất mà mình đang muốn tập trung ưu tiên ấy chính là để cho mình được bình thường và cái đứa con trong bụng nó được bình thường. Thì khi mình tập trung cho cái mục tiêu ấy thì những cái mục tiêu khác có thể là mình sẽ giảm nhẹ nó đi. Thì trong trường hợp ấy em mới đỡ mệt mỏi. Vì chị thấy em, câu hỏi đầu tiên nó chính là như vậy. Và chị cũng biết là em có rất nhiều những cái vấn đề
Nhưng nếu như bây giờ mà mình cứ tập trung vào tất cả các vấn đề thì mình sẽ bỏ lơi mất một cái mục tiêu cực kỳ quan trọng, đó chính là sức khỏe của em và sức khỏe của cháu bé em nhé. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn là sẽ có một sức khỏe thật tốt và sẽ giải quyết được gia đình của nhà mình một cách suôn sẻ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Phòng. Alo. Alo, chị ơi, cho em gặp bác sĩ Vũ Anh Phở. Vâng, bạn có vấn đề về sức khỏe phải không ạ? Em có chữa ngoại giao con mà em đi mổ được 2 năm nay rồi mà bây giờ vẫn chưa có lại ạ. Mà vừa rồi em đi chụp chiếu ở khoa sản Hải Phòng ấy, thì bác sĩ bảo em của em bị viêm tắc vòi trứng thì của em bây giờ phải làm nào? Vâng. Câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ có lời giải đáp cho bạn. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Em chào chị. Em đã mổ chữa ngoài dạ con cách đây 2 năm à? Vâng. Thế là ở bên nào ạ em? Em bằng cối ở bên phải ạ. Tức là cắt buồng trứng bên phải và cắt cái khối chữa ở bên phải, đúng không? Vâng. Thế như vậy là còn bên trái nữa, đúng không nào? Trái. Còn bên trái nữa, và bây giờ đi kiểm tra thì thấy bác sĩ lại bảo là ở bên trái bị viêm tắc vòi trứng. Vâng. Phải không? Về cơ bản là điều trị để cho nó hết viêm thì là có thể có con được nhá. Vâng. Thế nhưng mà cái điều trị viêm tắc vòi trứng là nó cũng khá mất thời gian đấy, đặc biệt là nếu mà cái viêm đấy nó lại xuất hiện từ lâu rồi mà mình bỏ quên đi, mình không đi điều trị thì vâng, điều trị nó khó khăn hơn. Vì vậy là em đã đi khám rồi thì em nên theo bác sĩ để tư vấn xem là cái điều trị tiếp theo là như thế nào. Viêm tắc vòi trứng thì về nguyên lý là người ta sẽ thông vòi trứng nhá, để mà có thể có thai được. Bác sĩ bảo nếu mà mổ, em hỏi là bác sĩ bây giờ phải mổ đấy, phải mổ lại thì nếu mà của em mà nó bị tổn thương quá nặng thì nghĩa là lại phải cắt một bên nữa. Em khám ở bệnh viện Hải Phòng à? Ở khoa sản Hải Phòng. Thì đấy là một cái kênh mà em đi khám rồi. Nếu như mà như những người phụ nữ khác mà chưa có cái chuyện mổ chữa ngoài dạ con lần trước ấy, thì có thể là thôi thì theo bác sĩ khuyên như thế nào mình sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ mình lại ở trong cái tình thế khó khăn hơn là chỉ còn một bên thôi. Thế bây giờ mà cắt thì tức là thôi à? Không có con, đúng không? Nhưng mà chị ơi, có nhiều người cũng bị nghe em đi mổ, cũng bị tắc một bên ấy, đi mổ thì cũng người được, cũng người thì không được. Người không được thì phải uống thuốc nam thì lại đẻ được ạ. Thì đấy, thì chị đã nói rồi, nó còn phụ thuộc vào cái chuyện mà bị viêm nhiễm lâu chưa nhá. Vâng. Thế thì và nhiều yếu tố khác, nhưng mà đây mình mới cứ nói đến cái chuyện là viêm tắc vòi trứng thôi đã. Rồi, vậy em có thể cũng mất công hơn một chút nữa đi, là mình đến các cái cơ sở mà nó có chuyên khoa sâu hơn về cái điều trị này này. Ví dụ như là từ Hải Phòng lên Hà Nội cũng không phải xa lắm nhờ. Thì em đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoặc là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thì ở đấy chuyên khoa của người ta rất là sâu. Thế và người ta sẽ có những cái tư vấn và những cái đắn đo trong trường hợp cụ thể của em, đúng không nào? Thế và lúc đấy mình sẽ có một cái quyết định theo bác sĩ, sau khi đã được bàn bạc kỹ lưỡng rồi thì mình sẽ theo bác sĩ thôi nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sớm đi khám bệnh và chữa được khỏi bệnh của mình, sớm có tin vui. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy? Vâng, câu hỏi của em muốn hỏi chương trình là bây giờ em đang ở lính ạ. Em đang yêu một người như là con gái là gần 3 năm rồi. Vâng. Thế nhưng mà em đang chuẩn bị ra quân thì cô ấy gọi là đi lấy chồng á. Vâng. Là đi lấy chồng được mấy tháng, thỉnh thoảng lại vẫn gọi điện lại cho em. Kiểu như là hai muốn ly hôn với người kia đấy ạ, người chồng đấy ạ. Thì em nghĩ rằng là đang hình như cô ấy đang muốn quay lại thì em không biết là xử lý thế nào. Em nhiều lần cũng nói rồi nhưng thì em không biết làm nào, em muốn tuyên truyền hay giải thích cho em ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn ạ. Em ơi, đã yêu nhau 3 năm xong rồi đột ngột cô đi lấy chồng đúng không? Vâng. Và cái cơn đau của mình nó cũng qua rồi, lúc ấy thì mình sốc lắm, buồn lắm, nhưng bây giờ thì nó cũng nguôi rồi. Và chấp nhận cái chuyện là người yêu đi lấy chồng.
Nhưng mà gần đây thì cô lại cứ gọi lại và cô mới nói rằng là cuộc sống của cô ấy có những điều trục trặc bất hạnh đúng không? Cuộc sống của cô đấy là đang bảo là ở trong gia đình nhà đấy thì không được tốt và không được đấy. Ừ. Thế này, có bao giờ cô hẹn gặp riêng em xong rồi khóc mếu rồi ôm chầm lấy em nói rằng là em vẫn yêu không? Tức là có một lần em gặp cô đấy thì cô đấy cũng tâm sự và như đấy, nhưng em không, em chỉ là bây giờ cái đấy vừa qua rồi thì em chỉ là coi như là một người bạn bình thường thôi ạ. Ừ. Thật ra thế này, cũng không nên coi cô như một người bạn bình thường, bởi vì cô là một người con gái có chồng không, mà bởi vì là đang cuộc sống của cô đấy đang có cuộc sống riêng rồi, em đang muốn đi tìm cuộc sống riêng mới của em. Ừ. Nên là em không muốn quan hệ kiểu như là ngày xưa nữa. Ừ. Nên là em không biết là giải thích cho cô đấy như thế nào để cho cô hiểu. Em muốn chương trình hãy cho em một lời khuyên. Chỉ cần nói với cô rằng là tất cả đã muộn rồi, không có gì thay đổi được. Thôi thì nếu như em có quá buồn thì anh em mình nói chuyện qua điện thoại một chút. Thế còn cũng không nên gặp gỡ, không có những gì quá đáng, vì có thể là biết đâu tình ngay lý gian, người chồng lại nghĩ rằng là vì cái mối quan hệ của chúng ta như này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của họ ấy. Và hai nữa là mình cũng chẳng bao giờ mình lại nghĩ đến chuyện là cô ấy lấy chồng xong bỏ người đó đi xong bây giờ lại quay lại bảo là yêu mình. Chắc em không bao giờ em nghĩ đến tình huống là lại nối lại xong rồi là đám cưới rồi lấy nhau đúng không? Wow. Ừ, thôi, không có duyên với nhau thì chúng ta còn nhiều cái cửa khác, không thiếu gì những đối tượng để phù hợp và hạnh phúc hơn. Không có quá nể nang, thương xót, quá đà để rồi có những cái hậu quả không hay. Thế còn thì mình chỉ cần nói là anh cũng đang rất là bận, dịp này đang chuẩn bị làm hồ sơ giấy tờ để chuẩn bị xuất ngũ và cuộc sống sau này cũng không biết thế nào. Nếu như khi nào anh về quê mà ổn định cuộc sống rồi có thể là anh sẽ liên lạc với em. Bây giờ thì cuộc sống nó đã như thế, em đã lựa chọn cái con đường như vậy. Em hãy gắng cùng với lại chồng để mà ổn định cuộc sống gia đình. Đừng cho cô bất cứ một sự hy vọng nào, có thể cô còn trẻ, đặc biệt lại là phụ nữ. Đôi khi cũng cứ tưởng tượng viển vông. Thế thì đừng để cho người ta những cái hy vọng nào đó rằng là bây giờ nói là rất yêu anh, biết đâu anh quay trở lại rồi anh tha thứ cho mình, thế là mình về mình bỏ chồng vân vân. Nhiều khi cái sâu sắc nó cũng không được sâu sắc lắm ấy mà. Có những quyết định sai lầm thì mình cũng là người mắc lỗi. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng bạn sẽ có giải quyết đúng đắn với cô người yêu của mình.